Xin chào một khán giả gọi đến từ Bình Thuận. Dạ, em nghe. Vâng ạ, tôi đang nghe đây, câu hỏi của bạn là gì ạ? Dạ, câu hỏi của em là em có cái con năm nay nó mới 3 tuổi mà tinh hoàn nó bên to bên nhỏ nó chênh lệch nhau quá nhiều, bên 10, bên 2 gì đấy, thì ý em hỏi là nó có ảnh hưởng đến việc sinh sản sau này không ạ? Cái Bạn đã cho con con đi khám ở đâu bao giờ chưa? dạ, em ở xa với bệnh viện, em cũng chưa đưa cháu đi đâu rồi. Chưa cho con đi khám, con 3 tuổi rồi không? Dạ vâng ạ. Rồi, năm nay bố bao nhiêu tuổi đấy? Dạ, em 45. 45 tuổi, thế đây đứa thứ mấy? Dạ, cái cháu thứ hai. À, thế là đứa đầu là con trai hay con gái? Cái đầu là con gái ạ. À, thế là bây giờ là bố thấy là con trai 3 tuổi sờ vào hai bên tinh hoàn của nó thì một bên 10, Trên một lệch. bên 2. Dạ, nó trên lệch nhau. Tôi sợ cái bên 2 kia nó chả phải là có cái tinh hoàn đâu. Nhá. Dạ. Mà nó chỉ là các cái Thế dây chằng thôi. Rồi bác sĩ thế Hoàng Thị Hải sẽ cho lời khuyên với bạn nhé. Xin mời dạ chị. vâng, cảm ơn. Vâng, mình rất là lo đúng không? Dạ em xin đắn đo. Vâng, tại vì gì thì gì, bây giờ có thằng con trai mà nó lại trục trặc cái gì đấy thì mình cũng rất là ngại. Nhưng chắc chắn là mình phải cho con đi khám rồi mình ạ. Nhá, có thể vào bệnh viện Nhi Đồng, ở đấy Nhi Đồng 1 hoặc Nhi Đồng 2 á, vào thành phố Hồ Chí Minh. Cái này là mình phải đi kiểm tra để xem, thứ nhất là tinh hoàn của con nó có đúng là hai bên nó đã xuống bìu không, hay đấy như là anh Văn anh nói, nó một bên mà mình cho là nhỏ hơn rất nhiều so với bên kia thì xem có phải nó là tinh hoàn hay không. Có một số trường hợp thì chỉ có một bên tinh hoàn nó nằm dưới bìu thật, còn một bên thì nó lại ẩn ở bên trong ổ bụng. Thế và những trường hợp như thế thì người ta phải có cái can thiệp để người ta đưa tinh hoàn về đúng vị trí của nó. Trong những trường hợp mà mình không xử lý gì, mình cứ để cho nó trôi đi ý, tinh hoàn nó nằm không đúng chỗ thì nó sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của tinh hoàn. Một số trường hợp nó còn có thể làm teo tinh hoàn đi. Và khi con lớn, con dậy thì hoặc con là người trưởng thành thì con chỉ có một tinh hoàn một bên nó hoạt động thôi nhé. Mình phải bố trí thời gian để mình đưa con vào thành phố Hồ Chí Minh và đến bệnh viện Nhi Đồng nhé. Để các bác sĩ người ta sẽ kiểm tra cho con xem đúng là bệnh lý nó như thế nào thì người ta sẽ xử lý cho con mình được. Nhé. Đi sớm đi Nghĩa em ạ. là 3 tuổi là giai đoạn vàng để mình kiểm tra đấy. Nhé. Thì đấy Rồi. Thì bác xem hỏi bác sĩ đấy để khám thì là người ta phải nắn hay là người ta cái này Người ta siêu phải âm siêu hay âm là bạn ạ. Người ta sẽ có nhiều những cái Nhiều phương cái biện pháp chứ pháp không chứ phải không chỉ phải là có sờ sờ nắn nắn. đâu. Sờ Vâng. nắn thì bố cũng đang sờ đấy còn gì nữa. Vâng. Nha. Xin Đấy là đưa cảm ơn cháu bác bệnh sĩ, xin viện. chào bạn. Hy vọng là bạn dành thời gian cho con đi khám sớm đi nhá. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Ninh. Vâng, em Bắc Ninh đây ạ. Dạ, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Em có hai câu hỏi em muốn nhờ chuyên gia. Nay em ở Bắc Ninh ạ, em đã kết hôn được 30 năm. 30 năm qua ấy em đã chịu nhiều bạo lực gia đình. Nhưng em cố gắng để gắn bó, để nuôi dạy các con này đã trưởng thành. Rồi. Còn một cháu nữa đang học ở cấp 3 ạ. Rồi. Nay cần em đi ngoại tình. Mới Rồi. lộ ra là cái cô hàng xóm mà cô ấy thả thính. Nay Rồi. em không biết là làm thế nào để cho chồng em hiểu được cái gì còn và cái gì mất. Rồi. Còn bên gia đình nhà chồng nhà em ấy, mẹ chồng thì cứ bảo là con cứ ở đây làm để nuôi con, nhưng mà chồng em thì nó cứ bảo em là mày ở đây chỉ là người làm thuê và để mướn cho tao thôi, tao mất Rồi. tiền bấm bấm thì tao đâm cho thủng. Rồi. Nên em buồn quá, em chả biết làm thế nào, nên em nhờ chuyên gia tư vấn cho em để em xin lời khuyên. Là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai của em là em còn cháu đang đi học ạ, thì nó cứ trình mạng nó học vậy thì em phải nói thế nào để cho cháu nó hiểu ạ? Rồi, mẹ còn không nói được thì cửa sổ tình yêu nói qua đài làm sao được. Vâng, thưa nhờ chuyên gia ạ. Rồi, thế là chị năm nay bao tuổi rồi? Em 50 tuổi ạ. À, 50 tuổi. Ông ý chị nói 30 năm nay lấy Vâng. chồng mà bị bạo lực cả 30 năm. Thế là bạo lực là như nào? Cái khái niệm bạo lực của Bạo chị lực là ra là sao? cứ chẳng hạn như là đi ăn cơm, đi mua cái ăn mà em đi về muộn thì cứ thế là anh ta chẳng nói gì, cứ ra ta tả tay em thôi, và cứ vớ điếu thì đánh điếu, mà vớ chén thì đả chén, uống nước kèo thì đả bằng chén, còn vớ cái gì là đánh cái đấy. Cố Rồi, gắng đã bao giờ đi viện chưa?
Em có bị lần bị tai mới vào vào mắt thì em đi viện khám lấy thuốc. Rồi, thế bây giờ bình thường người có sứt sẹo nhiều không? Sứt sẹo thì em không để lại vết sẹo. Rồi, bây giờ ông còn đánh không? 50 tuổi rồi, ông ấy năm mấy? Em sinh em 1 tuổi, chồng em sinh em 1 tuổi, vẫn có đánh nhưng mà vẫn cứ đánh thì em cứ thấy nóng sừng lên là em chạy, em không ngửi nhà. Đúng rồi, cái biện pháp đầu tiên là chạy nhá. Không chạy được thì ới là ngước ơi. Việc thứ ba là như anh Đinh Đoàn đã chia sẻ cái số trước là biết khả năng băng bó tốt nhá. Rồi, với trường hợp này thì bây giờ vẫn muốn là duy trì cái việc bị bạo hành như này à? Thì em cũng nhờ các bác ra nói giúp ấy thì cứ bảo là để cho các con nó đi, em đang đi học lớp cuối cấp ấy thì cho các cháu nó trưởng thành thì mẹ chồng thì cứ khuyên là ở đây thì còn các con thì nó cứ bảo là đấy là việc của mẹ thì mẹ tự giải quyết xem là các con lớn chưa, đứa lớn bao tuổi rồi? Cháu có gia đình rồi ạ. Rồi thế luôn, có gia đình đâm ra là chăm lo cho gia đình mình, còn việc của bố của mẹ nên là việc của bố mẹ, chả liên quan đến con đúng không, tự giải quyết đúng không? Quan điểm của con lớn nhà chị như thế đúng không? Con lớn thì nó bảo là mẹ tự quyết định, xem như con thì con bỏ lâu rồi. Rồi con lớn là con gái à? Vâng ạ, em xin lời khuyên ạ. Rồi anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhé. Vâng ạ. Rồi này, xin chào. Vâng, mình 50 tuổi sức khỏe có được không, còn khỏe không? Em cũng khỏe anh ạ. Người nghiếc trông có được không? Em thì cũng không đến nỗi ạ. Thế à? Mình làm công ty hay là mình kinh doanh tại nhà hay là làm nông nghiệp? Anh thì em cứ buôn cổng chợ và trong chợ bán, gọi là làm đêm làm ngày tự do ạ. Rồi, làm nghề tự do nhưng mà kinh tế mình cũng tự chủ đúng không? Vâng ạ, sinh là em hết ạ. Ông chồng có làm ra cái gì không? Ông chồng có hỗ trợ kinh tế tài chính với vợ nuôi con không? Không, chỉ ăn rồi mà chơi thôi. Nhà thuốc các thứ tệ nạn là cái gì cũng có hết. Đúng là đằng sau một người phụ nữ đảm đang là có một người đàn ông lang thang đó. Các cụ nói không sai chút nào. Mình đảm đang một nách hai con, làm kinh doanh buôn bán, lo cho cả gia đình. Còn ông chồng thì cả 30 năm nay lang thang, chỉ ăn với chơi và đánh vợ đúng không? Vâng, vâng. Nhưng mà mình vẫn chấp nhận được. Vâng. Bởi vì dù sao có cũng còn hơn không. Bên ngoại nhà mình thế nào? Có ai nói gì bao giờ không? Còn bên ngoài thì các em thì cứ bảo là thì cứ cố để mà giữ lấy cái gia đình để cho hai bên các bố mẹ được yên lên. Rồi. Thế nhưng mà hai bên bố mẹ có còn nguyên cả không? Ông em thì còn hai bà thôi, còn hai ông thì mất rồi ạ. Bây giờ mình cứ cố gắng là có gia đình để cho hai bà đỡ buồn đúng không? Vâng ạ. Bao giờ mà hai bà già quá thì lúc ấy mình tính sau, lúc ấy thì mình già rồi. Thế cho nên là cũng không khỏi phải lo luôn. Nói đùa chứ mình là người rất là kiên trì, thậm chí gọi là nhu nhược cũng được. Bây giờ thế hệ trẻ đấy, con gái nó nói rằng con làm mẹ thì con bỏ bố lâu rồi. Vâng. Bởi vì một người mục đích của lấy chồng là để xây dựng hạnh phúc, cùng nhau vun đắp hạnh phúc, cùng nhau nuôi dạy con cái. Nhưng một người chỉ ăn rồi phá mà lại còn coi thường, đánh như là đánh kẻ thù, đánh như là đánh một cái con gì đó. Trái ý một cái là lao ra đánh thì tôi nghĩ rằng là ở đây nó không phải chỉ là nóng tính đâu, một sự coi thường, coi vợ như là cái đấy. Mày tao mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng, không biết là khi mua thì mình cầm tiền của anh ấy bao nhiêu mà để anh ấy đâm 30 năm nay thế. Có được cái gì không? Vâng, em cũng khóc ngày khóc đêm bác ạ, em đuổi lắm nên không biết nói chia sẻ với ai ạ. Thôi khóc không làm cái gì cả, 30 năm rồi. Bây giờ thế này, thằng cu út nhà mình là lớp mấy? Nó học lớp 11 ạ. Học lớp 11, cố đi, đã 30 năm rồi, gắng chung sống với cái bạo lực này vài năm nữa. Đánh thì chạy, mà nóng tính thì im, mà ông ấy quát thì mình không nói. Bởi vì chẳng chắc cũng không thay đổi gì được đâu. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Một người đàn ông đã ăn chơi vô tích sự và bạo lực cho đến 50 tuổi rồi, giờ chỉ có rời dậy thôi. Ví dụ như ông trời ông ấy bắt ông ấy ốm đau bệnh tật nằm một chỗ thì không đánh được nữa. Chứ còn thì còn sức là còn đánh. Và nếu như vẫn còn có người chịu chấp nhận thì cũng sẽ còn đánh. Bởi vì chẳng đánh được ai ngoài vợ mà, đúng không? Ra đường mà ngứa tay mà đánh người khác là người ta lại đánh lại cho. Thế thì thôi, vợ là cái bị bông để chút giận. Mình đã chấp nhận 30 năm rồi. Cho con nó học hết này, xong rồi cháu nó
Bây giờ thì mình nhắc con cố học hết lớp 12. Năm nay đến lớp 11 rồi. Hết lớp 12 cháu nó cũng không thích học nữa. Thì nó có thể đi làm công ty, nó có thể đi học nghề. Hoặc là lúc ấy tùy bàn với con xem. Chắc là bố nó thì cũng không có tiếng nói gì rồi. Cái người mà bản thân bố nó còn chẳng lo được thì cũng chắc cũng chẳng vạch ra được tương lai gì cho con đâu, đúng không? Vâng. Hai nữa là con nó học đến lớp 11, bây giờ nó có không chăm lắm ấy, chắc cũng chẳng ai bắt được nó chăm đâu. Bởi vì nhà cái ông bố ấy mà, thì con đấy thôi, may con mình nó cũng hư đấy. Chứ còn thì cha nào thì con ấy mà, ở nhà bố tử tế thì mới giáo dục được con, chứ một mình mẹ, mẹ thì cam chịu, bố thì bạo lực. Mà con không có bỏ nhà, bỏ cửa, không trốn học, không bỏ học mà vẫn còn học đến lớp 11 là phúc đức rồi. Cố gắng để cho con hết lớp 12 để thôi, kể cả bây giờ con đi làm công nhân người ta cũng phải cần cái bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Thế rồi rồi tính cho con sao? Thằng cu nó lớn lên chẳng hạn như nó lại không ở nhà mình đang ở Nam Định đúng không? Em ở Bắc Ninh ạ. À, nhà mình ở Bắc Ninh. Nó đi làm công ty ở Quế Võ, Quế Phong hay nó lên trên vào Bình Dương hay nó đi đâu đó nó làm công ty, nó lại gặp được ai, nó kết hôn, nó lấy vợ ở đấy. Thôi thì lúc ấy mình cũng nhẹ gánh đi rồi. Hai con cũng trưởng thành, một trai có vợ, gái có chồng. Thì rồi mình quyết định mình đi theo con bế cháu nội, hay là mình mới có 50 tuổi mình thà rằng bỏ nhà đi ra thành phố để mình nhiều người vẫn đi làm đấy. Nhiều người 50 tuổi, hơn 50 tuổi vẫn đi làm công ty được đấy ạ. Thế rồi nhiều người 55 vẫn đi làm giúp việc được ạ. Hoặc là đi phục vụ quán phở thôi, tháng được 7-8 triệu nhưng mình ở nhà có được cái gì đâu. Chỉ được cái nuôi báo cô một ông và một tháng nhận vài trận đòn thôi. Mình đi như thế thì nếu có mất chỉ mất một vài trận đòn thì không tiếc. Vì mình cũng lại thấy an lòng là mình đã nuôi cho con trưởng thành rồi nhá. Giá mà chị hỏi sớm cách đây 20 năm thì tôi đã khuyên khác. Nhưng bây giờ cũng đã... gọi là mình cũng chấp nhận được đến thế này thì có muộn thêm một vài năm nữa cũng thôi thì cũng cố. Là vì em cứ thấy nóng là em chạy đi thì là chồng em lại chửi lên trên điện thoại, lại nhắn tin chửi, không có nhạc, chửi lên điện thoại. Thôi mình chửi nghe nhiều nó cũng quen rồi đúng không? Mà chạy nhiều thế thì cũng khỏe chân khỏe tay cũng tốt. Nói vui rồi. Vậy thôi nhưng mà thật ra cay cực thật đấy. Thương lắm nhưng mà biết làm thế nào. Mỗi con người có cái cách lựa chọn số phận của mình. Có những người phụ nữ khác mà người ta mạnh mẽ, người ta bảo thế đời còn dài, dai còn nhiều, nuôi báo cô mà cái ông này làm cái gì, chỉ để ăn tàn phá hại, đã thế là còn gây hại cho vợ cho con, người ta sẽ hất đi lâu rồi. Nhưng mà thôi mình không đủ gọi là cái sự mạnh mẽ để mình tự quyết định cuộc đời của mình, lại còn cứ luôn luôn lo sợ là hai bà mẹ hai bên buồn thì mình cứ chấp nhận cái sự cay đắng ấy. Nhưng mà sắp giải phóng được rồi, sắp giải thoát rồi. Chỉ cần đợi thằng cu 1-2 năm nữa, nó tốt nghiệp rồi, lúc ấy mình tính sao nhé. Xin cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Xin chào chị và hy vọng là chị sẽ giải quyết được cái cuộc hôn nhân rất là đau đớn như này. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cô điện thoại gọi đến từ tỉnh Nam Định. Vâng, em chào anh Thành Giang. Dạ, chào bạn. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi? Em 54 rồi, nhưng mà em muốn hỏi cho thằng cháu nhà em nó, năm nay nó 28. À, bố 54, con 28. Nó bị thoát vị bẹn. Rồi. Nhưng mà không biết nó mổ thì nó có ảnh hưởng đến cái vấn đề sinh sản không anh? Rồi, thế làm sao bố biết cậu chàng 28 tuổi thoát vị bẹn? À, cháu nó bị đi khám từ năm ngoái rồi, nhưng mà nó mổ rồi, nhưng mà từ năm ngoái giờ chưa thấy nó có cháu, nó có vợ rồi. À, có vợ rồi, con trai xây dựng gia đình rồi đúng không? Chúng nó lấy nhau được mấy năm rồi? Cháu nó cũng được hơn năm rồi. À, thế là nó mổ xong mới lấy vợ hay lấy vợ xong mới mổ? Lấy vợ xong mới mổ. À, chắc là vợ bắt đi mổ à? Nó bị thoát vị bẹn ấy mà. Chắc là nó thoát từ lâu rồi mà đến lúc lấy vợ xong mới mổ thì là. Vâng. Rồi, thế là bây giờ là hai cha con có chia sẻ với nhau là cái chỗ ấy là còn thoát vị nữa không? Không, nó khỏi rồi, nó khỏi hẳn rồi, nhưng mà em muốn hỏi là nếu mà nó có ảnh hưởng gì đến
mổ nó có ảnh hưởng gì đến cái vấn đề sinh sản không ạ? Trước khi hỏi là có ảnh hưởng gì sức khỏe sinh sản không thì phải hỏi ngay con là chúng mày có kế hoạch gì không chứ, đúng không? Biết đâu các con anh nó đang có kế hoạch 5 năm nữa, 7 năm nữa mới sinh bé thì sao? Nhà. Ừ, em dặn nó rồi, không phải kế hoạch gì cả. À thế à, chắc là bố đầy đủ tiềm lực để nuôi cả cháu lẫn bố, con mẹ con nhà, rồi đúng không? Cháu nội, mong cháu nội rồi à? Dạ chưa. Chưa, thế thì cứ dục nó làm gì? Thì em, nó chưa thì em mới dục nó, chứ còn nó rồi, có rồi. Tức là tôi, ý tôi muốn nói là mong có cháu nội rồi à. Dạ dạ vâng, em mong lắm. Thế à, mong lắm rồi. Vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với anh nhé. Con sớm nhỉ? Dạ. Năm nay thì con đã 28 tuổi rồi. Dạ. Nó bị thoát vị bẹn mà mới xử lý có khoảng 1-2 năm nay thôi ấy. Thì cũng là may mắn đấy, ơn giời đấy. Chứ cái chỗ thoát vị, cái quai ruột mà nó chui qua cái lỗ thoát vị mà nó xuống bìu ấy, mà lỡ nó xoắn chẳng hạn hay là nó hoại tử thì vô cùng là phiền. Vì thế những cái trường hợp mà xác định là thoát vị bẹn thì thường người ta phải xử lý rất là sớm. Xử lý ngay từ khi phát hiện là người ta đã phải có kế hoạch để người ta xử lý rồi. Chứ còn nếu không để mà nó có các cái biến chứng thì rất là nguy hiểm. Nhưng mà thôi, trường hợp của con nhà mình thế cũng đã là tốt rồi. Nhá. Thứ hai là cái thoát vị đấy thì nó không phải là liên quan gì tới cái hoạt động của cơ quan sinh dục cả. Thoát vị bẹn có nghĩa là cái quai ruột nó qua cái lỗ thoát vị và nó xuống dưới bìu thôi. Thế thì người ta đưa ruột nó trở về đúng vị trí của nó và khâu cái lỗ thoát vị lại thì nó sẽ không xuống nữa nhá. Thế còn cái việc mà con mình ý có lấy vợ rồi và nếu như hơn một năm nay cháu không áp biện pháp tránh thai nào và cháu có cái đời sống tình dục bình thường mà chưa có em bé thì chúng tôi khuyên là nên đi khám sức khỏe sinh sản của cả hai vợ chồng. Bạn có nói là bạn ở Nam Định đúng không? Bạn ở Nam Định à? Bạn ở Nam Định thì cái bạn đến có thể đến bệnh viện gọi là bệnh viện tỉnh đấy. Ở đấy cái khoa hoặc là bệnh viện nào mà nó chuyên về sản phụ khoa ấy thì cả hai vợ chồng cùng đi khám nhé. Vâng. Và để xem là kiểm tra xem cái cơ quan sinh sản của cả hai vợ chồng nó như thế nào. Vợ thì cũng phải kiểm tra xem là buồng trứng như thế nào, nội tiết tố sinh dục như không, như em như nào. Hà Nội thì ở Hà Nội thì có bệnh viện nào nó uy tín nhất hả chị? Ôi, Hà Nội thì rất là nhiều bệnh viện. Vâng. Hà Nội thì có thể lên bệnh viện phụ sản Hà Nội, bệnh viện phụ sản Trung ương, bệnh viện 108, bệnh viện Bưu điện nhá. Ở những cái bệnh viện đấy là những cái bệnh viện công, người ta có những cái khoa hỗ trợ sinh sản rất là tốt. Nhưng mà như tôi vẫn phải lưu ý là như anh Văn anh hỏi lúc đầu ấy ạ. Nếu như các cháu mà nó có kế hoạch nó áp dụng một biện pháp tránh thai nào đấy thì mới có khoảng dưới 6 tháng trở lại thì mình không cần phải đi khám. Còn nếu như ngoài 6 tháng mà nó để tự nhiên mà chưa có em bé thì lúc đấy chúng ta mới cần phải đi khám nhé. Dạ, dạ, vâng. Nói rồi. Chung là mong thì mong nhưng mà cũng đừng áp lực với con quá. Chứ không thì bố cứ áp lực quá, bố suốt ngày bố hỏi rồi là cứ tại sao mới tại sao thì có khi nó lại khó hơn ấy nhé. Vâng, em cảm ơn chương trình. Rồi, anh đang nghe rõ gì chứ? Xin chào anh nha. Dạ, dạ. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Cà Mau. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Cà Mau. Dạ, Cà Mau xin nghe ạ. Rồi, Cửa sổ tình yêu nghe đây. Câu hỏi của Cà Mau là gì vậy? Dạ, em chào anh. Em với bạn em mới quen á. Rồi hai bên gia đình nó không cho anh. Em với người yêu em là bà con bốn đời á. Hai bên gia đình cấm cản anh. Giờ anh có thể cho em một lời khuyên nghe. Rồi, thế là năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô gái? Dạ, năm nay em 38 tuổi anh. 38 tuổi, đã xây dựng lần nào chưa? Gia đình lần nào chưa? Dạ, em có hai bé mà em thôi rồi. À, ly hôn bao lâu rồi? Dạ, em ly hôn được 4 năm. Ly hôn 4 năm, bây giờ là gặp một chàng trai. Thế thì bên chàng trai kia thì là ngoài cái yếu tố là có họ hàng 4 đời ra thì anh đã từng xây dựng gia đình với ai chưa? Dạ, chưa anh. À, lại giai tân? Dạ. Ôi. Bà mẹ có hai con, thì hai con là ai nuôi? Dạ, một đứa thì ở bên nội, còn một đứa thì em nuôi.
Rồi, thế anh ấy bao nhiêu tuổi? Dạ, 39 tuổi. Bạn 38, anh ấy 39 tuổi. Dạ, dạ. Thế bây giờ cả hai bên đều ngăn cản à? Dạ. Vì có mối quan hệ họ hàng 4 đời, đúng không? Dạ. Rồi, đã hai bên đã thuyết phục chưa? Đã dở luật hôn nhân gia đình ra để kiểm tra chưa? Dạ, có nói rồi, nhưng mà cũng không có chịu á, thì cha em cũng hơi khó nữa. Thành ra là nếu như em quen thì ông từ em luôn á, cho nên là em cũng khó xử lắm. Rồi, thế là sau khi ly hôn với chồng của mình thì là về nhà ông bà ngoại ở à? À, dạ, em ở với nhà mẹ của em á. À, tức là về nhà bố mẹ đẻ ở đúng không? À, dạ. Chứ ông chưa có cơ hội để ra ở riêng đúng không? Dạ. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ, dạ. Rồi, xin chào mẹ trẻ 38. Ôi dồi. Dạ. Cái chàng trai 39 kia là có hiền lành không, khỏe mạnh không, có thông minh, có sáng sủa không? À, dạ, người bạn của em á là cũng bình thường à. Ừ. Nhưng mà hiền lắm. Mà sống ở làng ở xóm ai cũng thương hết trơn á. Thế đã, bạn ấy thì chưa lấy vợ, nhưng bạn có từng có bạn gái bao giờ chưa? Dạ có rồi, có bạn gái quen nhau khoảng 6 năm rồi chia tay. Ừ. Tức là tóm lại là hiện nay bạn ấy làm gì, cái bạn trai mà gọi là giai tân ấy, gọi là tân chứ là chưa vợ thôi chứ không có nghĩa là tân là trinh tiết đúng không? Dạ. Bạn ấy làm hiện gì? Hiện tại giờ ở nhà là có nghề nghiệp sửa xe á. Nghề chữa xe, bố mẹ dạ. Nhà bạn ấy còn cả đúng không? Dạ, con đầy đủ. Ừ. Dựa vào đâu mình đoán rằng quan hệ nhà mình với nhà anh ấy 4 đời, nghĩa là thế nào, mình kể sơ sơ xem. Cụ tổ nhà anh với lại cái cụ tổ nhà mình. Dạ. Là bởi vì em cũng đi hỏi những người ta lớn tuổi, hỏi hoàn cảnh con gì vậy đó. À. Rồi về coi thử ơi, phải bà con 4 đời hôn. Ừ. Rồi mấy cụ đó cũng nói là bà con chung đội ông cố người ta tính ra là cũng 4 đời, tức là ông cố ngoại của em là ông cố nội của ổng, là ông nội của ổng với bà ngoại của em là hai anh em ruột á. Ừ. Ông có cụ đấy đúng không? Dạ. Rồi. Nếu thứ nhất này để khẳng định rằng là có đúng không thì mình có thể hỏi thêm cán bộ về bên gọi là tư pháp của xã. Mình nếu ở nông thôn thì hỏi là cán bộ tư pháp của xã, còn nếu ở thị trấn thì xã thì mình có hỏi là cán bộ của phường. Để hỏi là đấy, trường hợp nhà tôi như thế thì mấy đời. Luật hôn nhân gia đình thì chỉ cho phép những người có họ trong phạm vi ngoài 4 đời. Tức là chỉ cấm ở trong phạm vi 3 đời là cấm kết hôn. Thế nếu như đúng là 4 đời thì mình không nằm trong diện cấm kết hôn. Mình dù là đã có một lần có gia đình, nhưng mà nếu như đã ly hôn chính thức, có quyết định ly hôn rồi đúng không? Dạ có. Ừ. Thì nghĩa là hiện nay cũng đang không có chồng. Còn anh kia thì chưa kết hôn bao giờ. Thì vậy là trai chưa vợ, trai chưa vợ, gái chưa chồng, thuận tình đến với nhau, không nằm trong đối tượng bị pháp luật cấm kết hôn, thì hoàn toàn có thể tự nguyện đến với nhau. Các bạn bây giờ toàn 40 với 38 đi rồi, bây giờ còn cứ sợ mẹ với sợ bố thì còn sợ đến bao giờ? Định đợi đến 60 để ông bố 80 cấm không cho thằng con trai 60 lấy vợ thì rồi mình cũng chịu à, đúng không? Mình là công dân đàng hoàng rồi, chịu trách nhiệm đi. Anh ấy hiền nhưng mà anh không đần, mình có thể nói chuyện với anh ấy. Thế thì tóm lại là anh có chốt không, anh có muốn lấy em không? Nếu lấy thì chúng ta là trường hợp có thể tự lấy nhau được. Một là các bạn hãy tự làm, đi ra ngoài phường hay là xã mình đăng ký kết hôn để cho chính thức thành vợ thành chồng về mặt pháp luật. Hai nữa là mình bàn với nhau rằng là mình hoàn toàn có thể thuê nhà ở riêng, đúng không? Dạ. Một người đàn ông 40 tuổi rồi hoàn toàn có thể thuê một cái gian nhà ở tầng gác trên, còn cái tầng dưới thì để mở cửa hàng, cửa hiệu, sửa chữa xe đạp để cho mình tự lập trưởng thành đi đã này. Mình muốn gì gì mình phải trở thành người trưởng thành, thành độc lập, mình tự quyết được các vấn đề cuộc sống của mình. Thế còn thì chẳng thể có một cái ông bố bà mẹ nào chỉ vì con nó lấy người mà nó yêu thương, lấy người mà hơn nữa khi các bạn đã trở thành vợ thành chồng về mặt pháp luật rồi ấy, thì sẽ được pháp luật bênh vực, sẽ được pháp luật bênh vực. Nếu như mà có ai đó ngăn cản thì các bạn cũng sẽ yên tâm. Bố mẹ nào cũng thế thôi, dọa là bỏ con, chứ còn thì tôi chưa thấy bố mẹ nào từ con, mà chỉ có những đứa con hư hỏng mà rồi từ bỏ rơi bố mẹ thôi nhá.
Mạnh mẽ lên, chủ động lên, mình lớn rồi, hạnh phúc của mình tự quyết định. Còn bây giờ mà cứ đi ngồi giải thích với các cụ, mình 40 tuổi rồi, anh cũng lớn rồi đấy. Cái khẩn trương mà kết hôn đi, nếu có sinh đẻ thì sinh đẻ lấy một đứa con chung đi, chứ không rồi mình đến 40 mấy, anh ấy 50 rồi cũng mệt đấy nha. Việc đầu tiên có mấy việc của bạn này, kiểm tra lại cái việc là mối quan hệ họ hàng trong phạm vi 4 đời, nếu chính xác thì yên tâm là không bị cấm. Thứ hai là phải bàn cho anh cái cách tự quyết ở riêng, độc lập, cứ lấy nhau và mình đi đăng ký kết hôn trước. Rồi đôi khi trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, mình cứ sống và làm việc theo pháp luật đã, đúng không? Còn cái giận dỗi nhau mình xử lý sau. Chứ bây giờ mà ngồi để đợi cho mọi người vui vẻ, mình mới đến với nhau, đôi khi nó lỡ đi một cái cơ hội nhá. Rồi, anh em đã muộn lắm rồi đấy. Rồi bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ? Dạ rõ. Lớn rồi, phải tự quyết là chính. Mà nhất là với chàng trai gọi là 39-40 tuổi rồi nữa chứ. Mà chưa lần nào mà lấy vợ thì bố mẹ anh ấy phải là người đầu tiên giục anh ấy lấy vợ mới đúng nhá. Xin chào bạn, chúc bạn hạnh phúc. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Nam. Alo, xin chào khán giả gọi đến từ Hà Nam. Vâng, tôi xin chào chương trình ạ. Dạ vâng, xin chào chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tôi năm nay 54 tuổi ạ. Rồi, chị băn khoăn điều gì khi gọi cho chúng tôi vậy? Tôi 54 tuổi, tôi hỏi cho con gái tôi là năm nay cháu 31 tuổi. Rồi. Là cháu đợt rồi cháu về nghỉ ngày Tết Dương lịch, cháu bảo là con bị quá kinh mất 10 ngày, thế là con có bầu. Rồi. Thì thử con có bầu, nhưng mà trong cái thời gian mà từ khi mà cháu ngày cuối kinh, ngày có kinh cuối cùng, những cái hôm mà cháu bị quá kinh ấy là cháu có bị một đợt cúm, cháu uống một ít thuốc cúm ấy ạ. Thì rồi. Hôm nay tôi gọi điện tôi hỏi chương trình là nếu như vậy thì có ảnh hưởng gì đến cái thai nhi của cháu không ý. Mới cả việc thứ hai nữa là cháu sinh lần này là lần thứ ba, thế mà lần thứ ba là cách lần thứ hai là 3 năm mà cháu đều đẻ mổ, vậy thì có cái nguy cơ cao gì để ảnh hưởng về đến mẹ và em bé không? Thế cho tôi gặp bác sĩ để cho tôi hỏi. Tức là cúm mà khi chưa phát hiện có thai đúng không? Vâng, lúc ấy là cháu chưa biết cháu có, thế là cháu đem cháu uống thuốc vào. Có uống xong thuốc cảm cúm đúng kinh, không? Thì cháu mới biết ạ. Vâng. Rồi, và hai lần trước con gái chị đều mổ đẻ à? Vâng, cháu đều đẻ mổ, mà lần này thì cháu cũng là lỡ kế hoạch, thế là lại có lần thứ ba này, là lần thứ ba này nếu mà tính từ khi mà cháu thứ hai đến cháu thứ ba này là được 3 năm ạ. Rồi, rạch nhiều lần như thế thì lên thành bao nhiêu vết sẹo trong cái dạ con đấy, rồi. Vâng, nên là thế là tôi là mẹ của cháu nhưng cũng không được ở liền cháu, nhưng mà thấy nó như thế là cũng lo lắng thì hỏi bác sĩ xem là nó có những cái vấn đề gì nặng quá không để cho tôi biết đấy ạ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với chị nhé. Vâng ạ. Vâng, tôi chào chị. Vâng, em chào bác sĩ ạ. Bây giờ chị lo thì có giải quyết được gì đâu. Vâng, đấy. Thế nếu mà tôi bảo rằng là úi dồi ôi, trường hợp này không an toàn đâu, rồi là nguy cơ cao lắm, thế là chị cứ lo suốt cho đến lúc nó sinh ra. Đúng không? Chả làm, chả ăn gì cả, chỉ có đi lo cho nó thôi. Vâng. Thế mình cứ lo thế thì mình lo mãi, thì nên làm nào? Thế thì thế em ấy bảo hỏi chỉ có hỏi mỗi bác sĩ được thôi thì để cho yên tâm một chút. Vâng, cảm ơn chị đã tin tưởng chúng tôi. Thứ nhất là trong trường hợp của con chị hoàn toàn có thể yên tâm nhé. Vâng. Cái cúm của nó ở giai đoạn rất là sớm và rất nhiều người khi mà mới chậm kinh, thậm chí chậm kinh một tuần, chưa biết là mình có thai, đã uống thuốc này rồi thậm chí là tiêm vaccine này rồi đi chụp x-quang vân vân. Thế nhưng mà những cái đấy về mặt lý thuyết thì cứ nói là ảnh hưởng thì đúng là như thế, nhưng mình không lạm dụng nó và những cái mình không biết thì chị có thể yên tâm cho con. Nhá. Vâng. Cái thứ hai là về cái chuyện con mới sinh mổ được 3 năm. Chị cũng có một chút kiến thức về sức khỏe sinh sản đúng không? Cho nên chị biết là phải 5 năm trở lên thì mới có thể yên tâm, đúng không? Vâng. Còn 3 năm thì mình vẫn sợ là có nguy cơ nó ảnh hưởng không tốt, đặc biệt là khi mà thai to hoặc là khi những tháng cuối của thai kỳ. Vâng ạ. Thế thì mình biết con như vậy thì mình phải nói với con là đăng ký quản lý thai nghén ngay từ bây giờ. Nhá. Và phải được theo dõi của bác sĩ chuyên về sản phụ khoa. Người ta sẽ quản lý thai cho con mình và người ta sẽ theo rất là sát để người ta đánh giá được cái tiên lượng. Vâng. Người ta đánh giá được cái nguy cơ.
và người ta sẽ tiên lượng xem là con có thai như thế thì có an toàn hay không. Người ta sẽ tìm kiếm những dấu hiệu nguy cơ để người ta sẽ có cái dự phòng rất là tốt cho con. Nên mình hoàn toàn có thể yên tâm mà nhá. Chỉ có điều con ở Hà Nam thì con phải được theo dõi ở bác sĩ của bệnh viện tỉnh thì nó sẽ tốt chị ạ. Cháu nó lấy chồng nó ở trên Thạch Thất Hà Tây, nó không ở mình em thế à? Vâng, Thạch Thất Hà Tây thì càng yên tâm rồi. Có các cái bệnh viện của tỉnh cũng được, bệnh viện nó gọi là bệnh viện huyện ấy. Vâng, thì bác sĩ ơi, bác cho em hỏi một câu nữa là thí dụ như là cháu bây giờ có được tiêm vaccine phòng cúm nữa không ạ? Hay là thôi, bây giờ còn tiêm cái gì nữa? Không tiêm bất cứ một loại gì nữa ngoài những cái thuốc có chỉ định của bác sĩ nhé, tuyệt đối. Vâng. Thông thường thì những cái người phụ nữ khi mà người ta chưa có thai, người ta muốn tiêm vaccine thì cái mũi cuối cùng phải cách trước khi mà chuẩn bị có thai ít nhất là 2 đến 3 tháng trở ra. Thế ạ. Thế con mình đã có thai rồi, xong lại còn đã từng có tiền sử cúm rồi thì bây giờ đi tiêm làm cái gì? Nhá. Tránh tuyệt đối luôn. Em không biết thì em lâu rồi các cháu nó lớn hết cả rồi cũng không để ý đến cái chuyện đấy thì đâm ra là cũng lại cũng không tránh tuyệt đối luôn nhá. Vâng, thì em cảm ơn chị đã nghe rõ rồi chứ. Rõ ràng là như bác sĩ Hoàng Thúy Hải có nói rằng là chị cứ ngồi đấy mà lo lắng thì chả giải quyết được vấn đề gì đâu nha. Theo sát hành trình của con trong việc quản lý thai nghén và theo đúng chỉ định của bác sĩ nha. Xin chào chị, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Đến từ tỉnh Cao Bằng. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Cao Bằng. Em chào anh ạ. Rồi, chào em bạn. Ở Cao Bằng em có câu hỏi muốn nhờ chuyên gia tư vấn giúp em ạ. Rồi, bạn trình bày câu hỏi đi. Vâng ạ. Em lấy chồng được 30 năm thì chồng em đi ngoại tình đã 25 năm rồi anh ạ. Thế à? Vâng. Thì bây giờ thì em, chồng em thì cứ về đi chơi về là cứ hay đánh đập chửi bới vợ con. Nên là bây giờ em thì em đã ly thân chồng được hơn một năm rồi, em sang nhà bà ngoại ở. Rồi. Thì chồng em đã dẫn bà bố ấy về ở nhà của hai vợ chồng em làm ấy. Thì ở như vợ chồng ạ. Rồi. Thì em muốn nhờ chuyên gia tư vấn là nên làm như nào ạ? Lấy chồng được 30 năm thì trong đó 25 năm thì chồng đi cặp bồ và bạn chấp nhận điều đó à? Vâng ạ. Em chấp nhận là sống chung với lũ vì em sống vì con với lại vì mẹ đẻ của em nữa ạ. Rồi. Mẹ đẻ cũng mang về nhà chồng nuôi à? Không ạ. Bây giờ em... mẹ em thì có mỗi mình em thì em còn đi lại còn trông chăm mẹ ạ. Các con thì lớn chưa? Được mấy đứa? Em được 2 đứa con, một đứa thì năm nay 29 tuổi đã lấy chồng và có cháu rồi anh ạ. Ừ. Còn một thằng con trai là vừa học xong 12 ạ. À, vừa học xong 12. Thế thì anh ấy ngoại tình 25 năm đó thì với một người hay nhiều người? Rất nhiều người anh ạ, thậm chí nhiều lúc đi với hàng 2 người đến 3 người luôn ạ. Thế à? Và bây giờ thì bạn về nhà ngoại ở thì vô hình chung là anh ấy dẫn cả người tình về nhà sinh sống như vợ chồng. Vâng ạ. Rồi, thế nhà nội thì còn ai không? Nhà nội thì không còn ai rồi anh ạ. Nhà nội thì có 2 anh em trai với lại 5 chị em gái thì cũng đều là đi bước 2, bước 3 đều bỏ chồng, bỏ vợ hết ạ. Thế à? Vâng. Rồi, bây giờ thì bạn mong muốn chương trình cho bạn một lời khuyên nhưng mà thực ra thì cũng chả biết khuyên nào bởi vì ngay bản thân bạn 25 năm nay thì chấp nhận là chuyện chồng chung rồi nhỉ? Vâng, vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng, vâng. Rồi, em cảm ơn anh. Xin chào Cao Bằng. Vâng ạ, em chào anh ạ. Năm nay mình bao nhiêu tuổi? Năm nay em 50 tuổi anh ạ. 50 tuổi mà lấy chồng 30 năm, tức là lấy từ lúc mới có 20 đúng không? Vâng ạ, vừa mới 19 anh ạ. Phải nói là một người gặp một cái cuộc hôn nhân nó trắc trở, nó bất hạnh suốt 20 năm năm trời, một mình nuôi con, mà bây giờ 50 tuổi rồi mà nghe giọng như con gái ấy. Thế thì nhà mình làm gì? Em là đi chợ bán hàng anh ạ. Tức là mình là bây giờ vẫn bán hàng đúng không? Vâng ông ạ, xã thì ông đi... làm cái gì, có nhiều tiền không? Ông chồng thì ngày trước cũng đi chợ bán hàng cùng em nhưng mà về sau không có tiền để đi chơi ấy thì anh lại khác tách ra, anh khác bán hàng. Rồi được bao nhiêu là anh mang chơi hết. Còn em khác bán một hàng, một khác đi chợ kiểu như chợ phiên ấy anh.
Cái lý do gần đây nhất mà mình tách ra để đi về nhà bà ngoại là cái gì? Bởi vì suốt 25 năm, kể cả cái lúc có con còn nhỏ, kể cả cái lúc mình còn rất là trẻ, mà mình cứ nghiến răng mình bảo là sống vì con và vì mẹ, vì mình có mẹ già và hai con nhỏ, mình sợ rằng ly hôn thì làm xáo trộn tâm lý của người ta rồi làm cho mẹ buồn và các con khổ, đúng không? Thế vâng thì gần đây nhất khi đến cái tuổi 50 này rồi mà mình lại xách túi về ở với mẹ, chắc mẹ bây giờ cũng phải 70-80 hả? 75-76 anh ạ. Còn khỏe không? Mẹ em bây giờ ốm liệt đường rồi anh ạ. À thế ừ. Vâng. Cái hôm mà mình xách túi ra đi là nó có một cái lý do nào mà làm thành một giọt nước tràn ly không? Có anh ạ. Anh ấy thì đi gái nhiều thì là về em không nói, em bây giờ em sống chung với lú rồi thì em không nói. Thì kể anh ấy muốn làm gì làm, coi như là không có chồng nữa. Thì là anh về anh cứ ghen tu linh tinh, xong làm gây sự với em. Em đi sang nhà hàng xóm ngủ ấy, cả con nữa sang nhà hàng xóm ngủ. Thì sáng hôm sau về thì anh cắt hết quần áo, nhưng mà đốt quần áo của em. Thì em mới sang, từ lúc đấy em mới bảo là lại còn khóa cửa, khóa cổng và hết, thay ổ khóa hết anh ạ. Anh ấy có là người nhậu say rượu chè thì đầu óc có minh mẫn tỉnh táo không? Có ạ, anh ấy rất tỉnh táo ạ. Mà là anh ấy rất là coi thường vợ con. Anh ấy có đồng tiền là anh chỉ đi đi với bồ, đi bao bồ đi chơi thôi anh ạ. Thế còn thì về nhà thì ví dụ như cái lúc mà chưa ly thân là mình nuôi ông ấy hả? Vâng ạ. Coi như là em có rau cỏ thịt thà thì đầy mâm thì anh ấy ăn ăn no xong anh lại đi chơi. 30 ngày thì anh đi đã đến 28 ngày rồi anh ạ. Rồi. Đi đến 12 giờ đêm, nửa đêm về là cũng thế, đến nửa đêm về là gây sự vợ con, mở nhạc to lên không cho vợ con ngủ, đến khi nói vào là đánh anh ạ. Cái nhà mà hiện nay là vợ chồng con cái nhà mình ở đấy là nhà của ông bà nội, tức là bố mẹ chồng mình, hay là đã là nhà mình làm nên và có tên sổ đỏ của hai vợ chồng? Nhà của hai vợ chồng làm nên nhưng mà vừa có tên của chồng không anh ạ. Làm bìa là từ năm 1999 rồi, sau lấy nhau lập gia đình xong được 5 năm sau thì mới có bìa đỏ anh ạ. Ừ, rồi. Mà có mối tên chồng thôi anh. Ừ, mà lúc đấy mình cũng không để ý gì đúng không? Vâng ạ. Ừ. Bởi vì thế này này, đủ cay đắng rồi. Chẳng còn gì mà tiếc nữa, một người đàn ông vô trách nhiệm, một người đàn ông không có cảm xúc, không có tình cảm. Bây giờ cũng không đóng góp tài chính kinh tế, chẳng có trách nhiệm trông nom con cái. Mà con cái thì nó cũng lớn rồi, con gái cũng đã lấy chồng, mình cũng lên ông lên bà rồi. Còn một thằng năm nay lớp 12, quay đi quay lại, nếu cháu mà học khá giả thì có thể là, học khá thì cháu nó hoàn toàn có thể là sau này nó cao đẳng đại học. Còn nếu không thì có lẽ chỉ mất năm sau thôi. Là cháu nghỉ, cháu đi làm công ty hoặc học nghề, sớm muộn cháu cũng sẽ trưởng thành. Mình phải nghĩ đến chuyện là các con đi hết, rồi mình ở lại với một cái người vô tình, vô nghĩa, nói chung là không có một cái gì đấy được bao lâu nữa. Tuổi mình lúc ấy ốm cũng đau, cần cái người đỡ đần chia sẻ, một cái người mà có thể mua cho mình bát cháo, không dám nói là nấu, mua cho bát cháo hoặc là hỏi han. Thì đây là cứ lấy lý do đánh rồi đập rồi dọa rồi nạt, thì nói chung là ở đây không phải chung sống với lũ đâu, mà mình đang sống với quả bom mà nó nổ bất cứ lúc nào là rất là nguy hiểm, chứ không phải là lũ. Lũ thì nó có lúc thôi, lũ một năm nó có mùa lũ, mùa lũ nó chỉ có vài 3-4-5-6 ngày, chứ ở đây là mình trường kỳ thế này thì quá khổ. Vâng. Mình chẳng được nhờ bất cứ một cái gì, dù không nhờ được tài chính, nhưng mà nếu như vợ chồng còn có cái tí tình cảm thì thôi cũng được, sẵn sàng đi làm để gọi là bao dai, nuôi dai, đúng không? Nhưng mà vâng, ông ấy có nghĩa, có tình, hàng ngày ông ấy đưa đón mình đi làm, tối về thì vợ chồng nấu nướng ăn với nhau rồi nó vui thì thật chứ. Kể cả người đàn ông vô tích sự không có đồng tiền nào, mình cũng sẵn sàng mình hỗ trợ, mình chia sẻ, nhưng mà hiện nay thì thôi. Phải muộn thì muộn chứ cũng phải tự lo cho mình thôi, giải vâng. phóng cho mình thôi. Anh vâng. hỏi cái nhà là bởi vì thế này, hiện nay ông ấy rước một người phụ nữ khác về ở, mình cứ ở bên bà ngoại thế này, con trai mình thì vài ngày một nó lớn lên rồi, xin lỗi là cái người phụ nữ nào đó về đi ăn ở rồi thiếu ý thức rồi, cái nhà thành ra mình là người ngoài, còn kia với bà chủ chính thức. Mà vâng. nếu như đấy mà công sức của vợ chồng làm nên thì mình thấy mình nó không công bằng. Ngôi nhà của vợ chồng làm nên bằng công sức của mình, nay rước một cái người nào về ở, trong khi mình thì không ở đấy,
thì mình phải đấu tranh, phải đòi để nó có quyền lợi. Ví dụ, vâng, nếu nhà đấy là của vợ chồng, mình có quyền ly hôn, mình cũng có được một nửa cái nhà đấy. Thế xong rồi, bây giờ nhà mình chỉ có mỗi một bà ngoại đúng không? Vâng, mình ở với bà ngoại cũng không sao cả. Quay về cũng là một công đôi việc, vừa chăm bà trong những lúc năm tháng cuối đời này. Nhưng mình có được một ít cái chia chác từ cái ngôi nhà mà lại chung cơ kìa. Công vâng sức, mồ hôi công sức của mình đấy, để mình chăm lo cái chuyện học cho thằng cu, cái thằng cu lớp 12. Bởi vì với cái người bố đấy thì chắc là nếu mà mẹ bỏ đi là dễ con thất học lắm đấy. Vì bố thì chỉ đi chăm những người phụ nữ khác thôi, chứ một người này chẳng cần vợ, cũng chẳng cần con, cũng chẳng cần nghĩa tình gì đâu. Chỉ vì cái gọi là cái bản năng của mình. Thế thì mình phải đủ mạnh để mình còn làm chỗ dựa cho mẹ, mình còn nuôi con để nó học nốt, rồi sau này mình còn dạy dỗ con cái đường đi nước bước tiếp theo. Thế thì vâng, cân nhắc giữa cái việc là nếu như cái nhà kia mà cũng chẳng có thể chia được đâu, ra tòa đấy là tờ nhà của ông bà nội rồi, mặc dù là xây lên bằng tiền nhà mình thì rồi người ta cũng khó chia. Có chăng người ta cũng sẽ tư vấn cho rằng là mình không chia nhà, nhưng nếu ly hôn thì mình, người ta cân nhắc cái sự đóng góp của mình ở trong cái tòa vâng nhà chung ấy. Chẳng hạn như mình được một vài trăm triệu chẳng hạn, đây tôi lấy ví dụ thế. Vâng. Thì cái này mình có thể hỏi thêm ở bên cái tư vấn luật, mình cứ hỏi các bác, ví dụ mình ở xã thì mình hỏi cái bác cán bộ mà tư pháp của xã, nếu ở phường hay thị trấn thị xã thì có lẽ cũng dễ mình hỏi thêm rằng là nếu vâng trường hợp của nhà em đấy, năm 90 là em làm nhà, năm 99 mới cấp sổ đỏ thì mang tên chồng, nhưng mà cái nhà đó là tiền bạc là do em làm nên, thì liệu rằng nếu như bây giờ chia tay nhau em có được cái phần chia như thế nào không nhé. Bởi vì vâng không giữ được người thì phải giữ được của. Mình cả một đời vất vả rồi, bây giờ ra đi trắng tay thì mình thấy nó uất ức lắm. Mà hai vâng nữa là mình không cho mình còn khỏe, mình tự làm được. Nhưng mà nó cũng là đòi lấy cái sự công bằng để cho các con, chứ mình có vâng thể không cần nhé. Đấy là vâng cái hướng thứ nhất. Thế còn cái hướng thứ hai là thôi cứ để tình trạng thế này, người mất cũng mất rồi. Bao nhiêu vâng năm nay ông có quan tâm gì đâu. Mình ở bên này với bà ngoại, vừa là chăm bà ngoại. Thế xong rồi vâng nếu mà mình vẫn bán hàng, mình vẫn kinh doanh thì cái đó phải duy trì vì nó là cuộc sống đấy nhá. Vâng, vâng. Mình mới có 50 á, mình chờ cho sống đến 90 là 40 năm nữa là mình cũng phải ăn, phải uống, phải có cái tích cái góp đấy. Thế thì vâng kinh doanh ngoài cái việc chi cho cuộc sống hàng ngày thì biết tích góp, phải giữ, phải có một chút tiết kiệm, gọi là dắt một chút lưng vốn để phòng thân, chứ không trông cậy được ở cái người đàn ông này nữa rồi. Thế thì cứ duy trì tình trạng này, chẳng cần thiết phải ly hôn. Bởi vì ly vâng hôn cũng chẳng để được cái gì. Giá bảo vâng được nửa cái nhà thì rồi mình lấy nửa cái nhà đi ra phố mình mua, hoặc là mua một mẫu đất nho nhỏ để mình làm ăn sinh sống. Còn nếu mà thấy nó chả được cái gì thì thôi cũng chả cần ly hôn. Người mất vâng thì mất rồi, cũng có đâu mà vâng sợ mà sợ mất đúng không? Vâng. Và vâng mình cũng phải học cách là thế này. Một cái ông mà say sưa nghiện rượu như thế mà ông cứ dở ra bạo vũ phu bạo lực mà hơi một chút là đánh đập ấy, mình học cách, không phải học cách chung sống đâu, học cách tự vệ, học cách thoát hiểm, thậm chí học cách dọa lại. Bởi vì con run xéo lắm cũng quản mình, con mình nó cũng lớn rồi, cái thằng bé học lớp 12 không lẽ là hai mẹ con đứng đấy chơ mắt ếch nhìn để bố đánh mẹ hay sao đúng không? Vâng. Cho nên là ạ, mình thì hiền với bụt chứ không lại hiền với ma. Rồi, bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của chuyên gia tâm lý học Linh Đoàn rồi chứ? Vâng. Anh Đoàn cũng đã vạch ra cho bạn hai cái phương hướng, một là ly hôn, và ly hôn thì được cái gì, mất cái gì. Còn nếu không ly hôn thì giữ nguyên hiện trạng thì phải có một cái phương án để bảo vệ sức khỏe của chính mình, tránh trường hợp là anh ta đến tận nhà bà ngoại để hành hung, đúng không? Vâng, hai nhà vâng thì có gần nhau không? Gần, cách nhau 4 cây thôi anh ạ. À thế à, thế thằng vâng cu út của nhà mình thì nó ở với ai? Ở với bố hay là ở với mẹ? Không, ở với mẹ. Em à được mẹ em chia đất ở bên bà ngoại ra, em cắt à xây nhà ở bên này rồi xong mà. Ôi em rồi đón cả mẹ về. Thế chắc thì mẹ nếu mà mình cũng không luôn có nhu cầu, nếu không có nhu cầu ly hôn để chia chác cái mảnh đất của hai vợ chồng kia thì cứ giữ nguyên hiện trạng. Bởi vì dù sao thì đấy vẫn là tài sản chung của hai vợ chồng. Nếu hai vợ chồng già yếu thì nó cũng là tài sản của các con nhá. Vâng. Vâng. Còn quên, nên quên cái người chồng ý đi. Bạn vâng ạ. Xin chào bạn. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối.
hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Lào Cai. Alo, xin chào khán giả gọi đến từ Lào Cai. Alo. Tôi đang nghe đây ạ. Xin chào chương trình, chào MC Thành Văn. Rồi, bác chào. Bác sĩ Thí Hải và chuyên gia tâm lý Bình Đoàn. Rồi, chào anh ạ. Anh có vấn đề gì khi gọi đến cho chúng tôi vậy? Bệnh loãng kinh. Cái bệnh này có chữa được không? Tại sao anh lại quan tâm vấn đề này ạ? Tôi là thằng con trai, nó đi khám về bác sĩ kết luận là tinh trùng yếu và bị loãng kinh. Rồi. Hỏi con của tôi. Rồi, thế anh năm nay thì bao nhiêu tuổi ạ? Và cậu con trai? Tôi năm nay 55 tuổi. À, thế cậu con trai là bao nhiêu ạ? Con trai 30 tuổi. Đã lấy vợ chưa ạ? Lấy được 3 năm rồi. À, lấy vợ 3 năm và không thấy hai vợ chồng của cậu có thai đúng không? Vâng. Thì là mới đi khám, hai vợ chồng nó đi khám hay là chỉ mình của cậu đi khám ạ? Hai vợ chồng nó đi. Vâng. Và bác sĩ kết luận là con của anh thì tinh trùng yếu và lại còn loãng nữa. Vâng. Rồi bây giờ thì chắc là đây là cậu cả nhà mình à? Vâng, vâng, cả. Đấy, ông nội cũng mong muốn là sẽ có cháu sớm để bồng bế đúng không? Lấy 3 năm rồi tôi được đi suốt. Mấy tháng tôi đã được đi rồi, nó không đi đâu. Vâng. Người thế nào cứ bảo là chúng nó còn kế hoạch hay giết thì... Đấy, vâng. Chúng nó bảo cũng kế hoạch hay sao ấy, chẳng là mới buông ra đây được trong Tết thôi, năm 4 năm. Rồi, thế là... 2-3 tháng thì không thấy gì, nó mới đi. Rồi, thế là cô cậu khám ở bệnh viện nào ạ? Nó khám ở bệnh viện Nhi tỉnh. À, chắc là bệnh viện sản nhi của tỉnh Lào Cai đúng không? Vâng. Vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tư vấn cho anh để làm cái cách nào khắc phục được cái tình trạng của cậu con trai nhà mình nhé. Vâng. Xin mời bác sĩ ạ. Vâng. Xin chào anh ạ. Dạ vâng, chào bác sĩ chị ạ. Vâng, tôi hoàn toàn thông cảm với anh thôi bởi vì là mình làm bố làm mẹ cũng không phải vì mình quá bức bách là mình phải cần có cháu đâu. Nhưng thực sự là nếu mà hai bạn ý lấy nhau mà có một đứa con ý thì nó cũng sẽ là một cái động lực rất là tốt cho gia đình nhỏ của các bạn ý, đúng không anh? Bây giờ quay trở lại con trai thì theo tôi thì thế này này. Như vậy là con trai có vấn đề rồi. Thế và cái việc loãng tinh này, rồi là việc tinh trùng lại yếu này, rồi chắc lại thiếu, rồi có thể là nó lại còn không được khỏe mạnh nữa, tinh trùng ấy ạ. Thế cho nên là con của anh ý thì bây giờ mình xuống Hà Nội đi ạ. Các bạn, cả hai bạn ý cần phải đi khám chuyên khoa sản phụ khoa, người ta gọi là khoa hỗ trợ sinh sản. Sẽ làm lại các cái xét nghiệm thật là chi tiết, vâng, cụ thể hơn nữa, xem là cái chất lượng và số lượng tinh trùng nó có ổn không này. Rồi cái tinh dịch nữa ạ, vâng. Mình nghĩ là tinh dịch nó loãng thì có thể là do nó trục trặc, nó để nó nhiều nước quá hay là nó nhiều những cái vi chất khác. Thì nó cũng là những cái môi trường nó không thuận lợi để cho tinh trùng nó sống và nó phát triển. Vì thế mà tôi nghĩ là trường hợp của con nhà anh ý thì đã lấy nhau 3 năm rồi. Và kể cả các bạn ý cứ cho là các bạn ý có áp dụng biện pháp tránh thai, nhưng mà cũng từ Tết đến giờ mà không áp dụng biện pháp tránh thai gì, mà chưa có thai tự nhiên thì nên đi xuống dưới Hà Nội ạ. Vâng, có rất nhiều các cái bệnh viện người ta có cái khoa hỗ trợ sinh sản ấy anh. Xuống đấy người ta sẽ kiểm tra cho mình kỹ hơn để xem là nguyên nhân vì sao nó bị như thế, thực trạng nó như thế nào, rồi là người ta sẽ có cái tư vấn cho mình về cái cách hỗ trợ sinh sản cho con. Thì tôi nghĩ mới có thể có nhanh có em bé được ạ. Nhưng mà khoa hỗ trợ sinh sản cũng kết luận như thế rồi, chúng tôi chỉ muốn hỏi nếu nó loãng tinh thật thì có chữa được không thôi. Thực ra thì với cái bệnh lý của con trai anh thì bắt buộc là phải có hỗ trợ sinh sản. Và bác sĩ Hoàng Thúy Hải cũng chia sẻ với anh là nếu mà những cái khoa hỗ trợ sinh sản nó tốt nhất và có trình độ cao nhất thì nó nằm ở Hà Nội. Thế thì nên đầu tư thời gian, tiền bạc và công sức xuống Hà Nội anh nhé. Bởi vì những cái bệnh viện tỉnh mặc dù cũng có thể có cái khoa hỗ trợ sinh sản nhưng chỉ điều trị được những cái bệnh đơn giản
những cái chứ còn nếu mà con anh mà tinh trùng nó lại còn ít, nó lại thiếu số lượng chất lượng không đảm bảo thì chắc chắn là phải xuống Hà Nội. Ở đấy thì có nhiều khoa của nhiều bệnh viện sẽ tốt hơn rất nhiều anh nhá. Quan trọng nhất là ông bà là phải hỗ trợ kinh phí, bởi vì những cái chuyện mà hỗ trợ sinh sản nó rất là tốn kém anh ạ. Xin chào anh, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hưng Yên. Alo, Hưng Yên đâu ạ? Đây ạ, em vừa nghe rồi ạ. Rồi, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì vậy? Vâng, em chào chương trình ạ. Vâng. Em có một câu hỏi là em với chồng em đã lấy nhau 15 năm rồi ạ. Thế à, thế là năm nay bao nhiêu tuổi? Em năm nay 38 tuổi ạ. À, 38 tuổi, lấy nhau từ hồi 23 đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Thực ra thì vợ chồng em cuộc sống nó cũng không hạnh phúc ý. Chồng em là một người nói chung là khó tính, nhưng lại ăn nói thì ra ngoài thì ăn nói rất là dễ nghe với người ngoài, nhưng về nhà nói chuyện với bố, với mẹ, với vợ, với con thì rất là cục cằn, thô lỗ anh ạ. Ừ. Và đâm ra em muốn gọi điện đến chương trình hỏi anh Minh Đoàn tư vấn cho em là xem cách nào để vợ chồng em chung sống hạnh phúc, và để cho chồng em vẫn bớt cái tính đi và tôn trọng vợ con với gia đình hơn ạ. Rồi, tức là ra ngoài tiếp xúc với tất cả những người ngoài thì anh ta là một người rất là lịch sự đúng không? Vâng. Ăn chuyện ăn nói thì rất nói là dễ nghe. Dễ nghe. Dễ chịu. Trong... nhưng không hiểu sao cứ về đến nhà. Về đến nhà là thể hiện là bản có tính nghe mà cả bố mẹ cả anh em ruột cũng thế luôn ạ. À thế à? Vâng. Rồi, thế thì bây giờ có khi là phải rất là khó chịu. Mình chuyển mối quan hệ là đang người thân thành người ngoài vậy để cho anh ta nhẹ nhàng hơn. Nhiều khi em cũng nghĩ em bảo là hay là mình muốn giả vờ mình bỏ đi một thời gian để xem là anh ấy như thế nào ấy. Nhưng mà em lại không nghĩ, lại cứ sợ, lại không dám, xong lại sợ hai đứa con nó ở nhà nó lang thang, nó vơ vơ, đâm ra là em nghĩ đi nghĩ lại em không dám đi cơ. Rồi, thế là Hưng Yên ở huyện nào đấy? Em ở huyện Văn Lâm ạ. À, Văn Lâm là đô thị hóa rất là nhanh nhỉ. Vâng, rồi anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Rồi xin chào Hương Yên. Vâng, em chào anh ạ. 38 tuổi, các cháu lớn chưa, mấy đứa? Cháu hai đứa, một đứa 15, một đứa 13 rồi ạ. Ồ thế à, liền nhau. Vâng. Trai gái vâng. Đủ chứ? Vâng ạ, một trai một gái ạ. Bố nó thì làm cái gì? Ngày xưa thì là chồng em đi lái xe, nhưng mà bây giờ thì anh ấy ở nhà, anh ấy buôn phế liệu ạ. Buôn phế liệu, à sắt thép vụn đấy đúng không? Vâng, sắt vụn thì lấy làm được gì? Hàng của công ty ạ. Ừ, mình làm gì, mình có đi làm công ty hay là mình làm ruộng nướng? Ngày xưa thì là em đi làm công ty, nhưng bây giờ nhiều việc thì chồng em bỏ ở nhà làm, hai vợ chồng ở nhà làm cùng nhau ạ. À ừ, rồi, thế cũng được. Vâng. Thôi thì thật ra... mình cũng không thể so sánh được, rất nhiều người là ra ngoài tử tế xong về nhà thì cứ hay tục tằn cục xúc. Thế vâng. Thì nói thì ông ấy bảo rằng là ôi đã vợ chồng với nhau rồi, toàn người nhà, chẳng lẽ lại cũng cứ phải đong đưa, cũng phải diễn kịch, cũng phải nói nhẹ nhàng. Không phải là diễn kịch của ông này, ông nói thô lỗ hẳn luôn ý. Ông bảo là mày ngu với mày đần, mày không biết gì. Người ta bảo sơn am tùy mặt, ma bắt tùy người. Đã lấy nhau 15 năm rồi, mình phải học cách chung sống. Không lẽ bây giờ bỏ ông chỉ vì ông ấy nói tục nói bậy. Hai nữa là bố mẹ ông còn chẳng dạy được ông, thì mình là vợ dạy làm sao. Người ta nói rằng là rời dạy đúng không? Rời dạy tức là nếu một bữa nào đó mà ốm đau xong rồi méo mồm lệch miệng không chửi bậy được nữa thì nằm một chỗ thì lúc ấy là ngoan luôn đấy mà. Cho ăn gì sẽ ăn cái đó. Thế cho nên là có lẽ ở đây một mặt là mình hiền quá, sơn đan tùy mặt, ma bắt tùy người. Ông cứ bảo mình ngu thì em ngu thì em mới lấy anh, chứ nếu mà em khôn thì đã bỏ anh từ lâu rồi. Ví dụ như thế. Đấy, không, cái câu đấy thì nhiều lần em nói rồi nhưng phải không. Không, đây là ví dụ thôi, tức là vâng. mình không thậm phải chăm chả em... ăn miếng trả miếng, nhưng mình chẳng tội gì để mà
ngu thế, thế thì có hôm tại về vì có lần anh ấy còn chơi bời cờ bạc, chồng em thực ra cũng là dân cờ bạc ấy, cũng không phải là ý là chơi chơi to như là cái bọn ấy, nhưng mà cũng là cái dạng chơi bời cờ bạc có lợi trên lợ đến một vài trăm ấy, nhiều nữa không, nhưng mà cũng không sợ, em vẫn đi vay cho, nhưng em còn vẫn cứ gọi em là nắm lúc tôi là ngu với đần không, em tức em bảo là ngu, tôi ngu thì tôi mới lấy anh, với lại tôi ngu thì tôi cũng chẳng lại lợ lần cho ai, còn anh ngu thì lại lợ cho hàng đống người, xong nói chung là em cũng chả thiếu câu gì đâu, nhưng mà nhà em cũng không sợ em phải nhỉ, không sợ bởi vì bị ân chứ người khác mà nói ta ngu tối cho treo không có có gì mà ăn cho ngay, con này ngu, con này chỉ làm nuôi được con thôi chứ không phải đi hầu một cái người mà luôn luôn lúc nào cũng coi thường mình, không tôn trọng mình, bảo mình ngu ngu cho nên là quên rồi, định là nấu bốn người ăn nhưng mà cuối cùng nấu có ba mẹ con ăn hết rồi. Ngu cho nên là thôi đi sang chỗ nào khôn mà ngủ đây, ba mẹ con ôm nhau ngủ vậy, ngu cho nên là không dám làm chung. Anh ơi, nói như thế này, ông ấy ngủ thì ông lại còn không cần thiết. À không, ấy là ví dụ lại mình lại muốn ông ấy cả mang chăn gối chỗ khác, mình không cần đuổi ông cũng đi chỗ khác ngủ luôn ấy, không cần phải thiết cái đấy cơ. Tóm lại thì là mình sợ ông ấy chứ ông có sợ gì mình đâu. Đuổi chả đi, đánh chả được, hất ra đường lại chạy về. Mà dọa ông thì ông bỏ ông đi, mà mình thì luôn luôn sợ là ông bỏ ông đi ông ngủ với người khác. Cho nên là ông có thô tục thì cũng cứ cố giữ. Và đó là cái lý do mà dẫn tới nó giống như một đứa trẻ ấy. Ban đầu là không 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 uốn nắn, rồi sau này nó thành hư rồi, bé không viên cả gãy cành. Ngu thì mới bây giờ mới chịu là rút lui về ở nhà kinh doanh cùng với cái ông mà luôn luôn coi thường mình, tiền thì chả được cầm, ông mới lại có tiền thì ông bắt đầu ông ti toe, ông chơi bài chơi bạc, nợ nần thì mình phải gánh. Tuổi này không, rồi nợ lần thì không, nợ lần thì nói chung là ông ấy cũng em chỉ vay cho một ít thôi, cũng không đáng bao nhiêu, còn đâu đa số là tự ông ấy giả hết. Tự ông ấy giả còn thì ông ấy đánh bạc, ông ấy vay mất 300, ông trả 300, thì nếu mà bình thường của chồng công vợ 300 đó mà để mà mua cái ô tô mà đi, hay là để mà sửa sang cái nhà hay cửa, hay để gửi tiết kiệm được tới đây con cái nó được học hành tử tế chứ, chứ ông ấy trả như mình trả chứ là cái gì đâu, chứ nó có phải là ông ấy làm gì. Bây giờ thật ra này này, người ta chỉ sợ một người mà người đấy thứ nhất là có giá trị, thứ hai là nếu như không trân trọng thì người đấy có thể sẵn sàng mất ra đi, chứ còn mình tự chặt hết con đường của mình, chẳng giao lưu anh em bạn bè đang đi công ty để cho nó khuây khỏa, sáng đi tối về, cái chuyện vợ chồng đã không tử tế thì gặp mặt ít thôi, thì mình lại rút lui về để hai vợ chồng kinh doanh cùng nhau, quấn quýt lấy nhau thì trời ơi, thì cuối cùng là nó bức xúc lắm. Thế dám mà mình cũng có cuộc sống độc lập ấy, ông ở nhà ông ấy phế liệu phế liếc gì kệ ông ấy, thiếu người thì ông ấy thuê người, mình đi mình làm ở công ty phố nối phố niếc gì đó, tháng được 10-12 triệu mình dắt vào lưng, một số thì mình chi cho cuộc sống ăn uống hàng ngày, mình còn có đồng ra đồng vào, ở nhà ông chửi ai thì chửi mình nghe bớt ít thôi, ví dụ như vậy. Tức đây là tự giải cứu cho mình đấy, chứ còn hiện nay nhưng là... nhưng mà có nghĩa như này anh này, từ ngày em thể ở nhà thì ông ấy lại bớt ít ít là khó tính hơn, ít ấy hơn ý. Tại vì ngày xưa là ở nhà là mới đầu bảo em ở nhà thì em không ở, tại vì tính ông này khó tính, không thuê được người, nhưng mà kiểu như là cứ mệt đến người em đi làm về là hay cấu lắm chứ với, nhưng mà từ ngày em ở nhà thì em lại đỡ hơn ông ấy. Thôi thế thì ở tiếp đi, em làm cùng thì ông đỡ mệt, đỡ ít việc hơn thì ông lại đỡ cáu gắt hơn. Thế thì tốt quá, thế thì bây giờ mình ở nhà và mình cũng thôi thì nuông chiều ông một tí, ông ấy cũng chả còn bé nhỏ gì, chả uốn nắn chả nhắc nhở được đâu, thì tôi cứ chấp nhận ông chửi cho nó vui cửa vui nhà. Và hai nữa là mình ở nhà thì mình cũng hạn chế được, chứ mình đi ông lại khó tính hơn, ông lại trút giận lên con mình thôi. Thế thì thực ra mình cũng quen dần rồi đấy, kêu thế thì kêu chứ còn cũng không khó chịu lắm. Cái người không, mà cực kỳ khó chịu. Em chỉ hỏi anh là bây giờ anh có cái cách nào anh tư vấn cho em là để chồng em ý là đưa hết tiền cho em và ngoan ngoãn mà không chơi bời gì nữa. Mình có là thánh. Mình có là cái gì đâu. Ông ấy chỉ định ông ấy bỏ ra ngoài, mình đã sợ rúm lại rồi. Thế sao không, rồi? Bỏ thì em không sợ bỏ ạ. Cả bỏ nhau thì em cũng không sợ cái chuyện đấy. Mà có nghĩa là em chỉ cần là ông ý ngoan, nếu không chơi cờ bạc thì ông ý còn đâu cái chuyện và chửi vặt vãnh linh tinh thì nói chung là cũng không đến nỗi quá đáng, gọi là bình thường thôi chứ không quá đáng lắm. Nhưng mà
Nhưng mà quan trọng là bây giờ về kinh tế này, em muốn là chồng em là đưa kinh tế cho em để sao cho ông lại phải đưa cho mình? Anh có cách nào để anh tư vấn cho em không ạ? Sao ông lại đưa cho mình? Chỉ khi nào mình được làm chủ, mình đủ mạnh thì mới biết cầm được đồng tiền, chứ chả có một cái người nào ta ngu, người ta làm ra tiền tay đưa cho đứa khác cầm, đúng không? Mà nhất là từ trước giờ ông cũng không phải là coi thường, coi trọng mình gì lắm. Gia thế đình... thì đấy, thế mới chính là lý do để em gọi điện đến để chuyên gia tư vấn cho em đấy. Chuyên gia tư vấn bó tay trong trường hợp này, cứ ở đấy mà chấp nhận nhá. Thôi để ông cầm tiền thì mình đỡ phải đếm, đỡ nặng túi. Thế còn bao giờ quá mệt mỏi thì tự giải phóng bản thân. Rồi, mà có khi rằng là đợi anh ấy khi nào mà bị bệnh hay là lũ lẫn thì may tha ra hồ thì cầm. Tha hồ mà cầm. Ui dồi, đến lúc ấy chả còn tiền mà cầm. Mà lúc ấy thì tiền cũng chả giải quyết được vấn đề gì nữa. Vâng. Xin chào bạn nhé, cảm ơn chuyên gia tấm lập tình toàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Vĩnh Phúc ạ. Chào bác Thành Văn phải không ạ? Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Ôi giời ơi, rất là mong hôm nay mới được gặp bác. Dạ vâng. Cảm ơn chị. Vâng, thế cho tôi xin chào toàn thể anh chị em trong biên tập của Cửa sổ tình yêu ạ. Dạ vâng. Hiện tại thì trong trường quay của chúng tôi có cả chuyên gia tấm lập Đinh Đoàn cũng như là bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Không biết là chị đang băn khoăn điều gì ạ? Được biết là chị năm nay 60 tuổi rồi đúng không ạ? Dạ. Vâng. Vâng, vâng. Tôi có câu hỏi muốn nhờ chuyên gia Binh Đoàn giúp đỡ tôi một tí ạ. Dạ vâng, chị nói đi ạ. Vâng, vâng. Gia đình tôi là có hai cậu con trai, thì có cậu thứ hai này xây dựng gia đình thì lấy phải cô vợ này, cứ động một tí nói là cô ấy bỏ nhà, cô ấy đi thì tôi rất là buồn. Thì bây giờ đây không phải là lần đầu, đây là lần thứ hai rồi. Vâng. Thế thì vâng, cũng muốn nhờ chuyên gia bác Binh Đoàn giúp đỡ. Bác Binh Đoàn giúp đỡ làm sao để cô con dâu của mình nó không bỏ nhà ra đi nữa đúng không? Dạ vâng ạ. Thế bây giờ cứ như mãi như này thì gia đình hai ông bà tôi cũng buồn lắm bác ạ. Cậu là cậu cả hay cậu thứ hai nhà chị đấy ạ? Cậu thứ hai ạ bác. Thế à, thế là hai vợ chồng được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ chồng cháu được chồng cháu là sinh năm 95, còn vợ là sinh năm 2000 ạ. Ui dồi, trẻ con nhỉ. Dạ, đúng không? Dạ, thế chúng nó lấy nhau được lâu chưa? Dạ cháu về đây làm dâu được 3 năm rồi ạ. Ồ, 2000 vậy là làm dâu được 3 năm, thế tức là lấy năm 18 tuổi à? Dạ năm đó là được 19 hay là đôi 10 gì đấy, năm nay 23 rồi ạ. Thế là được mấy cháu rồi? Cháu nội thì chị đâu có nhiều cháu chưa? Cháu nội ạ, nhưng mà hai vợ chồng cháu đây thì bây giờ có hai đứa con gái thôi. Thế à, rồi dạ. Thế làm sao mà cái cô 2000, cô con dâu nhà mình 2000 ý, thì là cứ thỉnh thoảng bỏ nhà ra đi là thế nào? Lý do? Lý do thì cũng không có gì là to cả, bởi vì là chỉ có mỗi cái việc là cứ động nói một tí thì cháu nó lại bỏ nhà nó đi. Thế thì chỉ có mỗi cái hôm vừa rồi đây là tôi chỉ có bảo cháu là ngày nào con nấu cơm mà con cứ thừa bao nhiêu cơm này, ngày nào cũng thừa bát ô tô cơm này thì mẹ xót ruột lắm. Chồng đi làm 2:30 sáng này thì con phải biết tiết kiệm. Rồi. Ăn đủ thôi, con đừng có đổ đi phí. Hai nữa là cơm nó bẩn thì con phải lau, ai để bẩn như này mẹ không hài lòng. Thế nói có thế thôi, thêm một lúc sau thì nó đưa hai đứa con đi bác ạ. Tức là cái mâu thuẫn này là mỗi lần bỏ nhà ra đi là thường là mâu thuẫn với mẹ chồng đúng không? Tức là với chị đúng không? Dạ vâng ạ. Thế còn hai vợ chồng nó có mâu thuẫn gì không? Hai vợ chồng thì không ạ, bởi vì là chồng cũng ít nói lắm, mà nó cũng ít nói. Thế à? Dạ vâng. Thế thì cô con dâu nhà mình là có làm ăn gì không? Không ạ, ở nhà, cháu ở nhà từ ngày về đây làm dâu giờ chưa đi làm cái gì ạ. Ở nhà con dâu ở nhà, mẹ chồng cũng ở nhà. Nết ăn nết ở là mẹ cũng hay soi đúng không? Không ạ, không phải. Tôi thì tôi không soi cái đấy vì mình cũng là đàn bà thì mình cũng hiểu, vì cháu con vẫn còn bé thì thì cũng tâm lý thôi, nhưng cứ động nói cái gì thì nó lại mặt nó lại sưng lên, nó dặn cho vài hôm nó không hỏi. Hôm nọ chỉ vì có mỗi như này bác Văn ạ. Chỉ vì có mỗi là tôi mua cho cháu cái xe, tôi thì tôi rất quý cháu. Mua cháu cái xe 500.000 để cho nó đẩy, làm nó đẩy, vì con bé được 6 tháng rồi thì nó lõng to, nó 9-10 cân. Thì tôi mới mổ cuộc sống thì chả bế được, thì tôi mua cái xe đấy để đẩy cháu làm đi chơi. Mát. Nó không hài lòng, nó lại bảo đi đổi cái khác, nó lấy cái 400. Thế chồng với đi làm về đi từ 2:30 sáng. Mà đi làm về nó lại hành chồng là phải đi đổi cái khác, chứ em không thích cái này. Thế thì tôi cũng nghĩ tôi giận.
Dạ, thì tôi bảo là chồng đi làm như thế mà con không biết thương, con lại đang chưa này con bắt đi đổi xe như vậy mẹ không hài lòng tí nào cả. Thế là bắt đầu nó giận tôi mất mấy ngày bác Văn ạ. Thế à? Thế và nhưng mà nhiều khi mình can thiệp sâu quá. Cái chuyện mà vợ nó bắt đi đổi và thằng chồng nó lại hào hứng cái chuyện đi đổi thì nhiều khi nó là hạnh phúc của gia đình nó chứ. Đúng không ạ? Mình lại can thiệp như thế. Nhưng mà cái xe nó lại không đẹp, nó lại không đẹp mà không chắc chắn. Mắt của bà thì không đẹp nhưng mắt chúng nó lại thấy đẹp thì đúng sao? Rồi. Và tôi bật mí với chị thì, là chị Hải. Thế thì nó lại dặn mấy hôm thì tôi cũng đã bực mình rồi. Thế được vài hôm sau thì tôi bảo là nồi cơm nó bẩn thì con lau đi, mấy con đừng nấu nhiều cơm này thừa thì mẹ xót ruột lắm. Vâng. Thế rồi thế là đùng đùng nó kéo hai đứa bé đi, tôi chưa tìm mãi không thấy thì về bực mình. Tôi cũng bảo chồng nó, thế chồng nó cứ đổ hết lên đầu tôi là mẹ cứ nói nhiều. Mà thế mẹ có nói gì đâu, mẹ chỉ bảo mỗi thế chứ mẹ chả nói gì đâu, mẹ chỉ bảo mỗi thế thôi, thế mà nó bỏ nhà ra đi khổ thế là chứ. Và tôi được biết là trong phòng thu bật mí với chị là chị Hoàng Thúy Hải cũng là một bà mẹ chồng, thì không biết là cái chuyện mà làm thế nào để cái mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nó giảm thiểu tối đa cái mâu thuẫn. Thì đầu tiên thì xin mời chị chia sẻ với chị Hoàng Thúy Hải. Vâng. Để thêm chút kinh nghiệm gì không ạ? Vâng. Xin chào chị ạ. Vâng. Vâng, chào bác ạ. Vâng, thế hiện nay thì gia đình mình là sống chung với nhau hết cả đúng không chị? Dạ vâng ạ. Thế gia còn đình, nhà anh lớn, con nhà anh lớn thì có ở cùng nhau hết, nhưng mà cái đứa con dâu lớn thì nó ngoan lắm. À, vâng, tức là mẹ nói gì là nghe răm rắp đúng không? Vâng, vâng, cháu ngoan phải... mà cháu có lễ phép, mà hai nữa là cháu biết trên biết dưới, chứ không như con bé này mình nói nó không nghe, nó lại cứ lặng im, nó không trả lời sao cả, nhưng nó cứ hành động thôi ạ. Vâng, nhưng đấy là lựa chọn của con trai mình, đúng không ạ? Vâng. Dạ. Tôi thì tôi nghĩ là nhà chị thực ra là cũng trông thì tưởng là rất là dễ, nhưng mà thực ra nó cũng không phải là dễ hoàn toàn. Nhà chị dạ, hiện vâng. nay là có đến 3 gia đình sống chung với nhau, đúng không ạ? Dạ. Thế và mình dạ. có con rồi, mình lại còn có cháu nữa. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ là mỗi một gia đình thì nó có một cái kiểu riêng chị ạ. Cho dù đấy là gia đình của con mình đi chăng nữa, thế có cái mô hình thì nó phù hợp với mình, nhưng có cái mô hình nó không phù hợp với mình, bởi vì phụ thuộc vào hai bạn con dâu kia. Đấy, dạ vâng. Thế vì thế là bây giờ là cái nhà của cái bạn thứ hai này là luôn làm cho chị phải lo lắng. Chính vì thế là mình cứ hay để ý, bởi vì nó không giống với mình, nó cũng không giống với nhà anh cả. Cho nên là không nó... bác ạ, à, em không phải là người hay soi mói đâu, em rất hòa mình và cũng rất thông cảm, mà thương là cháu nó cũng là có mẹ, nhưng mà nó mất mẹ từ lúc 2 tuổi á. Vâng. Thì bảo thôi về làm dâu thì mẹ cũng bù đắp cho con, nói chung là mẹ thì mẹ lóng mẹ nói không có gì đâu, nhưng mà nói cứ đọc bắt đầu động nói một cái gì cái là mặt nó dày lên mấy ngày liền, nó không hỏi han gì á. Vâng, thực ra cái cách mình ai mình cũng để thương con thôi, nhưng mà cái cách thương của mình chưa chắc đã hợp với bạn ý. Cái cách suy nghĩ của mình nó cũng không phù hợp với bạn ý. Chính vì thế mà cái cách thể hiện tình thương của mình thì cho là tốt, nhưng mà bạn ấy lại thấy không cần thiết chẳng hạn. Ví dụ như vậy. Và nó sẽ gây ra rất nhiều các cái mâu thuẫn. Tôi nói ví dụ như cái quay trở lại chuyện cái xe đúng không anh Văn? Vâng. Mẹ thì bảo là tôi thấy nó chẳng đẹp gì cả, nhưng con thì nó lại bảo là nó đẹp. Đấy. Thế mẹ thì bảo là chồng đi làm từ 2 giờ sáng mà bây giờ về bắt đi đổi cái xe, nhưng mà chồng thì lại hào hứng và chồng sẵn sàng đi đổi luôn mà à. Chồng có thấy mệt gì đâu. Chính vì thế tôi nghĩ rằng là nhà chị bây giờ mà tốt nhất chắc là có điều kiện cho ra ở riêng, đúng không ạ? Vâng, để cho các anh chị tự quản lấy nhau, tự chăm sóc lấy nhau, còn ông bà dạ. chỉ đứng ngoài quan sát thôi. Thế khi dạ, cần vâng. giúp đỡ cái gì thì đề đạt thì là ông bà giúp đỡ thì là tốt nhất. Còn trong trường hợp mà không thể nào ra ở riêng được vì rất nhiều các cái lý do khác thì có lẽ là mình cũng phải thôi, thì gọi là như anh Đoàn hay nói, gọi là mắt nhắm mắt mở, đúng không anh Đoàn? Vâng, cái gì mà mình thấy nó quá, nó không thể, nó vi phạm về đạo đức hay là nó có thể gây nguy hại cho con, cho cháu thì lúc đấy mình có ý kiến. Còn những cái vấn đề gì nó thuộc về nhỏ, những cái hành vi mà do cá tính thì tôi nghĩ là mình cũng phải thích nghi với các cái bạn ý và mình lựa lời, rồi là mình tìm những cái cơ hội hay là những cái cách mình nói, hoặc là với con trai mình chẳng hạn, vân vân. Có rất nhiều những cái mà chỉ có tấm lòng của người mẹ, nếu thực sự yêu con, mình sẽ tìm ra được cái cách tốt nhất để mà giải quyết được cho con mình thôi. Vậy thì trong trường hợp như thế này thì mình làm nào nhỉ anh Đoàn nhỉ? Dạ vâng, làm nào để tổng hòa các mối quan hệ được ạ? Vâng. Thật ra thì xin chào em chị. Em chào anh ạ. Vâng. Nghe qua thì cô con dâu út nhà mình, cô con dâu thứ hai cũng chẳng có sung sướng gì.
sinh ra đã không có người mẹ, thiếu vắng người mẹ, chắc chắn cái việc mà uốn nắn nhắc nhở con gái đường ăn nét ở nó cũng không được đầy đặn. Về làm dâu ở một gia đình đã có bà mẹ chồng cũng cũng nghe chị cũng dễ tính, nhưng mà mình cũng cầu toàn, mình không khó tính nhưng mình mong muốn là nó phải cơm thì phải ăn phải hết thế này, rửa thì phải thế kia, đứng thì phải đứng thế này, cười thì đừng có cười ngoác mồm ra, cười nửa mồm thôi chẳng hạn. Thế lại trong nhà lại có thêm bà chị dâu cả, tấm lại, gương sáng. Lại tấm gương sáng ngời như vậy, bảo sao nghe vậy, mưa mà cứ bảo đứng đấy thì cứ đứng đấy, không biết chạy gì, rất là ngoan. Thế thành ra bạn ấy bị áp lực, bị áp lực, sống cái toàn người mẫu mực như thế. Tôi nghe thấy thế này này, chồng bạn ấy tức là thằng con trai nhà mình sinh năm 95 cũng hiền, bạn ấy sinh năm 2000 cũng hiền, chúng nó lấy nhau mấy năm nay, mới được có mấy năm mà đẻ hai con rồi. Chồng sẵn sàng để cho vợ ở nhà nội trợ, không có đi so đo tính toán gì. Đôi này mà nó được ở riêng á mà, nó sẽ hạnh phúc lắm ấy. Chồng thì lấy được vợ trẻ không mà ở nhà. Từ ngày về làm dâu nhà em giờ cả hai đứa con dâu chưa bao giờ biết ngõ chợ là chỗ nào, toàn vợ chồng em đi chợ thôi. Em rất là chiều con dâu, vợ này, chồng em ai quý. Chị chiều như thế. Ông em quý lắm. Chị chiều như thế, chị dạy chị sống được bao lâu nữa mà chiều hai cô con dâu. Hai bà chủ người ta thích ăn cá thì chị lại đi mua tép. Người ta muốn ăn dưa với lại xào thịt bò thì chị lại cứ bắt là thịt lợn luộc, bởi vì khẩu vị của chị như thế. Thế xong chị cứ nói rằng là chúng nó sướng, sướng gì khi một người được là một bà chủ lấy vợ rồi mà không biết cái chợ ở đâu để bà già bà cho ăn gì thì chịu ấy. Mình không đặt mình vào vị trí của người ta. Em nó không bao giờ đi chợ, cứ ngủ 9 giờ mới dậy thôi ạ. Cho nó ăn riêng thì chảy nó nhịn đói à? Chị cứ ôm đồm thế nó với thế. À thế xin hỏi là ông xã nhà mình đâu? Thì chợ ở trên đây chợ quê thì nó lại hết các thứ nên bắt buộc chúng em lại phải đi chợ. Chẳng đứa nào em nó chết đâu. Thế ngộ nhỡ mai kia chị không còn nữa, chúng nó chết hết à? Cho nên mình cứ ngẫm lại đi, mình sống mãi làm sao với các con được. Thôi bây giờ nhà đứa nào đi ăn đi ăn giải tán. Mình mà tử tế mà mình cứ buông chúng nó ra, cuối cùng buổi sáng thì cô con dâu cả mua cho mình bát miến, buổi chiều thì cô con dâu cho cốc chè đỗ đen, sung sướng mà chả có va đập với đứa nào cả. Đây là mình cứ muốn ôm đồm giữ cái chức bà chủ lâu quá cơ, không chịu nhường cho hai cái cô kia. Hai đứa là hai gia đình nhỏ rồi, chúng nó được vai làm bà chủ, nó thích cầm tiền của chồng nó hơn là đưa cho mẹ để mẹ đi chợ. Nó khác gì con ở và đẻ thuê cho nhà chị đâu, đúng không? Không, không, không bác ạ, nó không bao giờ nó đi cơ. Nó cứ ngủ tận trưa thì bây giờ nghe giọng nhà chị mà các cháu dậy thì chợ hết rồi, làm gì còn chợ nữa, không bao giờ đi chợ. Thì nó sẽ nhịn đói đúng không? Nó nhịn đói một bữa thì nó sẽ biết cách, nó học được cách. Nó cứ ngủ tít thò lò rồi. Nếu mà chị buông ra thì chắc chắn là chẳng ai chết cả, con dâu nhà khác người ta cũng thế cả. Nhưng mà bởi vì nhà khác nó không có cái mẹ chồng tử tế mà ôm hết việc như chị. Nói thật chứ chị, chị không thay đổi thì đừng mong người khác thay đổi nhá. Dạ. Thế nên là ở đây thật sự ra trông thì trách các cháu là một, nhưng mà ngẫm lại xem mình không còn việc gì mà làm hay sao mà cứ ôm đồm sáng rồi lọ mọ đi chợ xong rồi hầu hạ chúng nó và thấy chúng xong nó sướng tức chưa. Thế xong nếu mà mình thấy mình không có việc gì để làm mà thích đi chợ thì nếu đấy là niềm vui thì đi cho vui, nhưng mà đi xong về còn kể công kể xá thì nó còn lẩm bẩm ở trong bụng, nó còn nói rằng bà thích ôm chứ tôi thích tôi cầm tiền tôi đi chợ. Đúng rồi. Hôm nay tôi muốn ăn bánh đa cua thì bà lại cứ suốt ngày rong muống luộc, ví dụ như vậy. Cho nên là hãy nhớ này, độc lập tự do hạnh phúc, chị cứ nhìn thấy ở đâu cũng có cái khẩu hiệu như thế đấy. Muốn hạnh phúc thì phải tự do, muốn tự do hãy độc lập, cho các cháu độc lập, đời sẽ dạy chúng nó phải sống như thế nào, vợ chồng nhà nó sẽ uốn nắn lẫn nhau. Đó giờ, từ hôm mùng 2 âm giờ là dọn ra ở trọ riêng rồi ạ. Tốt quá, nhân cái đà này mà cho ở riêng thì, luôn thì buôn thật với bác Đoàn là em nhớ cháu quá, em không chịu được, nhớ em phải thì đi tìm thăm cho trọ thi thoảng cứ vài. Ấy em vừa chiều nay vừa đưa đến nhà nó, đưa cháu đến, nó nhớ bố nó lại đưa nó về với bố nó, cứ nhớ cháu lại đón về đây. Đấy, nhớ mà có khi là bà còn ra nấu cơm cho nhà nó nữa. Thế chưa? Chị dạ, thấy mà chỉ cần ạ, nó ở tách ra là bà nhớ bác cháu, bác bà ra, mà bà ra là bà phải tử tế. Thực sự bác Đoàn với bác Mùi này em cảm ơn nhá. Dạ vâng, hy vọng là chị sẽ thay đổi và các cô con dâu của mình sẽ được tự chủ hơn trong vai trò gia đình nhỏ của mình. Dạ vâng, chào em chị cảm nhá. Ơn các bác ạ. Dạ vâng, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nam Định. Alo, thính giả Nam Định đâu ạ? Em chào các chị ạ. Dạ vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Anh ơi, em muốn tâm sự một chút về chuyện gia đình nhà em thôi ạ. Thế à? Vâng.
Nói chung là em thì cũng lấy nhau được 28 năm rồi. Rồi, thế năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi đấy? Em năm nay em 47 tuổi ạ. 47 tuổi mà lấy nhau 28 năm, tức là lấy năm 19, đúng không? Vâng ạ. Vâng, sao? Chắc là con thì... cháu đầy huề rồi đúng không? Vâng, em có hai cháu ngoại rồi ạ. Còn là cháu trai thì cháu đi bộ đội về, cháu cũng đang ở bên nước ngoài ạ. À, thế là chưa có cháu nội, đúng không? Vâng ạ. Thế ông xã nhà mình là bao nhiêu tuổi rồi? Nhà em năm nay 51 ạ. À, cũng không chênh lệch tuổi tác nhiều. Rồi, băn khoăn thắc mắc điều gì vậy? Em thì có mỗi là bây giờ là chồng em thì để dính vào cái nghiện ma túy đấy. Rồi. Thì nói chung là cũng... Em thì đi nghiện, đi tù mất 2 năm, từ năm 2012. Nhưng mà khi nhà em về thì nhà em cũng bỏ được 8 năm. Nhưng mà đến năm ngoái thì bắt đầu nhà em lại bị nghiện lại. Rồi. Cho nên là em cũng rất buồn, em chỉ muốn hỏi chương trình cho em lời khuyên là như thế nào. Bởi vì bây giờ nhà em cũng dính vào cái chơi bời đấy thì tất nhiên là cái tình cảm mà quan tâm đến vợ con thì nó ít. Rồi. Rồi em buồn nhất là cái nhà em tin tưởng chồng em nhưng mà chồng em lại quay trở lại cái con đường đấy. Rồi. Mà em cũng nói với chồng em bảo là giá như vợ con ông chơi bời này nọ ông chán nản thì bảo là ông lao vào con đường đấy, nhưng mà thật sự em cũng chịu khó làm ăn rồi. Rồi. Cũng lo cho gia đình con cái thì em cũng không có bảo hay là mình chơi bời nọ kia gì. Nhưng mà cái buồn nhất là nhà em ông sống với kiểu gia trưởng này, rồi vợ con ông cũng không quan tâm đến mấy. Mà nó lại dính một cái chơi bời đến nữa thì em càng buồn. Rồi. Vâng. Thế là ông ấy nghiện từ khi nào? Ban đầu? Đầu tiên thì chắc phải nghiện được nghiện mấy năm ấy, xong bắt đầu nhà em đi làm ở Quảng Ninh thì khi là đến đấy là đi mua về hút thì họ bắt được. Rồi. Thế là bị vào tù mất 2 năm, gần 2 năm. Thế xong là... Về thì cũng hứa lên hứa xuống là rồi cũng cố quyết tâm bỏ, bởi vì vợ con đã lo lắng cho thì về quyết tâm bỏ, nhưng mà rồi cũng nói chung là về thì cũng thấy thay đổi một chút, cũng thấy chịu khó hơn rồi, cũng bỏ được 8 năm rồi đấy. Nhưng rồi, mà thế là cái thời gian mà ông ấy tái nghiện ấy thì là có là ông ở nhà hay là thế nào? Nhà em làm cũng làm ở gần nhà, cách nhà có mấy cây thôi thì cứ sáng đi tối về. Rồi, tức là cái khởi điểm tái nghiện thành công là vẫn là ở nhà rồi chứ không phải ở Quảng Ninh nữa đúng không? Vâng. Bây giờ chị mong muốn điều gì? Thì em chỉ buồn nhất là bây giờ mình cũng vất vả lo toan cho gia đình nhưng mà đời chồng con mình nó chơi bời như vậy là em cũng buồn, cho nên em muốn hỏi chương trình. Bởi vì thật sự là các cụ có câu là xấu chàng thì khó ai, cho nên em không dám than vãn một ai hết. Rồi. Cho nên là nhiều khi có buồn quá thì cũng nói. Thế hàng xóm láng giềng có biết ông ấy nghiện không? Dạ. Hàng xóm láng giềng thì có biết ông ấy bị nghiện không? Biết thì là biết quả cái ngày trước thôi. À. Còn cụ em ngoái năm nay là chưa biết, bởi vì em giấu, bởi vì em hai anh em đi làm với nhau, nhà em với lại em trai chồng là đi làm với nhau là cũng mượn mười mấy người làm đấy. À, mấy tức là cũng mà. Gọi là quản lý thợ đúng không? Vâng, cho nên là chỉ có chú nó biết là ứng tiền nhiều thì tiêu, và là em phát hiện ra là em có biết. Thì em về em cũng bảo, đêm nằm em cũng nói hết, em bảo là bây giờ thôi thì bây giờ mình không may mắc vào thì thôi quyết tâm mà bỏ đi rồi làm. Nếu mà nó có nhặt mồm miệng hay như nào đấy thì em mua kẹo cho đúng không? Và em mua cái gì cho mà ăn uống để mà mình bỏ được ấy. Rồi. Em không, em cũng quan tâm lắm chứ không phải là không, nhưng mà rồi Tết lại chơi bời tiếp em cũng biết. Em rồi. Bảo thì lại bảo là bây giờ Tết tư rỗi tôi chơi bời đi không sao, nhưng em thấy mình cảm thấy nếu mà nói như vậy thì con người sống nó không có một tí lập trường nào. Mình sống mình phải có lập trường, phải làm chủ được bản thân. Rồi ôi, chị khuyên ông nghiện thì là có lập trường tư tưởng vững vàng, đừng để cái bạn xấu nó lôi kéo nữa thì khó lắm. Anh bảo bây giờ vợ con nhà cửa đoàn hoàng mà làm sao mà lại không biết nối mà sống mà làm mà ăn vợ con lo hết cho mọi thứ như vậy, em buồn lắm. Nói chung là em rất là buồn. Hỏi thật chị là ông ấy mang tiền nhà thì ông phá ra chi tử nhà cửa chưa? Không, nhà em thì chơi bời nhưng mà chưa, cũng chỉ tức là ông làm ra bao nhiêu ông ấy tiêu hết vào cái trò nghiệp ra để chơi của ông ấy thôi. Chưa bao giờ đi vay mượn của ai bên ngoài mà cũng chưa nọ kia gì đâu. Ồ, thế là nghiện hơi lành đấy. Ít tiền thôi. Còn may đấy. Cũng còn may đấy chị ạ. Vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ chia sẻ với chị nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Vâng. Rồi, xin chào, chào chị. Vâng, em, anh ạ. Đúng là cũng hơi buồn thật bởi vì... lấy nhau hai mươi mấy năm rồi đúng không? 28 năm. Em 28 năm rồi anh ạ. Ông ấy nhiều năm đi làm ăn xa,
rồi vướng vào nghiện, rồi lại ngồi tù, rồi lại tái nghiện. Thế mà một mình vun vén, bây giờ hai đứa con, một con gái cũng lấy chồng, nó hai cháu ngoại, con trai còn đang đi xuất khẩu lao động đúng không? Vâng ạ. Ở nước ngoài chưa về. Một mình rất là kiên cường, rất là giỏi. Chỉ có điều là cái cách mà mình ứng xử với ông chồng hiện nay là nó có một số vấn đề cần rút kinh nghiệm. Việc đầu tiên rằng là những người nghiện ấy không phải là những người thiếu hiểu biết, cho nên cũng không cần tuyên truyền phổ biến giáo dục quá nhiều. Tuyên truyền là phòng tránh từ xa cho người chưa nghiện thôi. Chứ còn những anh nghiện ấy thì bây giờ mà lại anh ơi em sống tử tế như thế sao anh lại vẫn nghiện, giá em có hư thì anh mới buồn, anh mới đi. Chuyện đó rồi. Hai nữa là đôi khi người ta có rất nhiều con đường để đi đến với lại cái nghiện ma túy. Có những người hút hít thử chơi, cơ thể nó cũng rất dễ thích nghi với cái nghiện. Chơi đàn đúng một hai lần rồi nó thành thói quen. Có những người rất giàu có, thậm chí là cả những cái nghệ sĩ nổi tiếng có rất nhiều tiền, hiểu biết đầy mình vẫn có thể trở thành nghiện. Kể cả những người trí thức có hiểu biết hay là cán bộ. Thế cho nên là đã vướng vào nghiện thì cần phải có mấy con đường. Một là phải cai nghiện, chứ không phải là thuyết phục nữa. Thuyết phục là người bắt đầu mới chớm thôi. Thế và người ta đã gọi là có ý thức khắc phục cơ. Còn đây ông ấy vẫn cứ nói rằng là bây giờ thì con cái nó lớn rồi, tao làm được tiền thì tao nghiện tí có sao đâu. Nghiện có sao đâu, có thể lúc này chưa lấy tiền của nhà. Ban nãy chỉ có ca ngợi anh ấy là chưa phá gia chi tử. Nhưng cái nghiện nó có tính chất leo thang. Một con người ta ví dụ bây giờ một ngày là phải hút hít một lần, nhưng rồi cơ thể nó quen đi, vẫn hút một lần thì nó không phê nữa. Để mà có cảm giác nó lâng lâng phê phê thì ngày phải 2 lần, 3 lần, 4 lần. Lúc ấy mới cần đến nhiều tiền. Người ta nói rằng nuôi một con nghiện thì không khác gì nuôi một con lô đề, hoặc là một cái đứa người đang bệnh gọi là bệnh chạy thận ấy, hàng ngày là tốn tiền lắm, ngốn nhiều tiền lắm. Thế cho nên là hiện nay chị phải làm mạnh một tí. Mình biết rằng chắc mình chẳng bỏ ông ấy, cũng không nhất thiết là phải ly hôn để bỏ chạy. Nhưng mà thế này, chán lắm rồi, bây giờ lấy nhau đến tuổi này đáng lẽ là cũng phải có đồng tiền ra đồng tiền vào rồi. Vợ chồng thì thỉnh thoảng làm vừa thôi, 50 mấy tuổi đầu rồi. Con nó một đứa nó lấy chồng, một đứa đi nước ngoài, mình đâu đến nỗi nào vợ chồng thỉnh thoảng đi chơi đây chơi đó, có tiền đi du lịch du liếc. Còn cứ lao đầu đi làm đồng tí để nướng vào ma túy thì có khổ không, đúng không? Thứ hai nữa là sức khỏe, cái người nghiện đấy mà, nó yếu đủ thứ. Ví dụ như cái người đàn ông đáng lẽ như chị nói là anh mới có 51 đúng không? Nếu mà sức khỏe tốt là vợ chồng vẫn giao lưu vui vẻ tuần vài ba lần. Cái ông nghiện thì ông ấy đầu óc để đi đâu ấy. Rồi sức khỏe nó lại còn nhom nữa ấy. Mặc dù bây giờ có thể là còn đang sung sức nhưng mà nó sẽ tàn phá sức khỏe đấy. Đến lúc mà rồi có một ít tuổi nữa là mình ngồi hầu một ông nghiện thì chán lắm, lúc ấy mới bất hạnh nữa cơ. Một bên là con trai mới lấy vợ, có cháu nội bé tí. Một bên thì chăm một ông nghiện kinh niên, rất là mệt mỏi. Nhưng lúc này chị phải kiên cường. Em rất buồn, rất thất vọng. Em cũng nắm việc lắm anh ạ. Có những lúc em thì một người làm. Nhưng mà em cũng quan tâm gia đình lắm. Chứ không phải là em bảo hay là nhiều việc em bỏ bê đâu. Rồi em cũng lo cho chồng ăn uống này nọ, riêng chăm cho để ăn nó đi làm. Chứ mình cũng không bảo hay là nọ kia gì. Nhưng mà em chỉ buồn nhất là dính vào rồi. Hứa lên hứa xuống với em là sẽ cố bỏ được. Nhưng cuối cùng bạn bè nó rủ rê rồi lại nao vào. Đừng nghe ông nghiện ông ấy hứa. Có những câu em gọi anh bảo về này rồi. Nếu mà cứ thân với bạn lắm thì sẽ mất vợ con. Rồi còn của em cũng giả vờ em bảo là nếu mà cứ rủ rập với này thằng bạn đấy nhiều thì em giả vờ em bảo báo công an. Thì em cứ nói giả vờ em đe dọa vậy. Vấn đề là ông ấy chứ không phải ở cái thằng bạn nghiện ấy. Ông ấy có, ông chị có cấm được cái ông bạn này thì sẽ tìm khác. Ông bạn khác. Mình làm sao mà che chắn được hết các ông bạn ở trên đời. Nhưng cái người mà của nhà mình ấy chán lắm rồi. Bây giờ thế này, thứ nhất là tôi phải ăn riêng. Ông làm được bao nhiêu thì ông không nghe tôi thì rồi đấy. Tiền của ông giữ hết đi, hít đi, chán cho nó chán đi, tiêm chích cho nó xả láng đi. Cơm tôi không hơi đâu mà tôi đi tuổi bằng này tuổi đầu rồi chả nhờ được chồng cái gì, đi hầu một cái ông nghiện cơm nước để rồi cuối cùng ông mang tiền đi để ông đi vui vẻ với bạn. Mình phải đẩy ông ra để ông thấy rằng nếu ông không sống tử tế thì vợ cũng mất rồi, con cũng, hai nữa là gọi cho thằng con ở bên nước ngoài về, bố mà thế này con chán con chả về đâu, con sẽ lấy vợ bên Đài Loan, nó đang ở Đài Loan đúng không?
Không, cháu bên Nhật ạ. À ừ, thì bên Nhật được. Con sẽ không về chứ còn về xấu hổ lắm. Lấy vợ mà lại bảo là có bố chồng là thằng nghiện thì con không về đâu. Con gái nó cũng tác động một câu. Bắt đầu là ông ấy sẽ cảm thấy rằng là vợ thì xa lánh, bây giờ bà còn không cơm nước cho nữa, thậm chí bà còn ngủ riêng, con trai thì nói không về, cháu ngoại thì con gái thì không cả tháng nay nó không đưa con về chơi, nó bảo là con chỉ sợ rồi con nhà con nó phát hiện ra ông ngoại nghiện ma túy rồi nó về nó kể thì bên nội sẽ cười cho. Ông sẽ phải cảm thấy rằng nếu như ông ấy cứ tiếp tục chơi bời, ông phải mất mát những điều gì đó thì may ra ông mới có thể thay đổi. Còn hiện nay cứ giáo dục rồi nhưng mà vẫn cứ cơm dẻo canh ngọt. Tiền thì ông bảo ông ấy dùng bằng tiền của ông ấy. Nhưng mà phải nghĩ đến lâu dài chứ. Nhá. Bởi vì đã nghiện là không cai được thì rồi ngày càng nó sẽ nặng lên. Mà nặng lên đến lúc mai kia mình có tuổi một chút rồi, sức đề kháng nó kém. Bắt đầu bệnh nọ bệnh kia nó mới lòi ra. Lúc ấy khổ lắm ấy. Chưa ai hạnh phúc được với chung sống với ông nghiện mà hạnh phúc đâu. Cho nên là bây giờ ông này ông còn tỉnh táo, ông còn kiếm tiền. Nói thế chứ cũng còn đang chớm, chứ chưa đến nỗi mà đi đặt cược cả cái xe máy để lấy mấy triệu để mà chích hút. Thì lúc này còn đi làm, còn có tiền, nhưng mà mình phải nghĩ đến tương lai. Làm mạnh nữa một chút đi thì rồi may ra ông ấy sẽ mình mới giúp được ông ấy dừng lại, và chính giúp được ông chính là giúp mình đấy ạ. Nhá. Có, lúc em chị... nhiều lúc em cũng tâm sự con gái, còn con trai thì nó cũng biết rồi, nhưng mà em không dám nói nhiều bởi vì cháu nào ở nơi xa mình cũng không muốn nói những cái chuyện của bố ra để cháu nó buồn này. Nhưng mà hàng tối thì cháu nó vẫn điện về, nhưng mà chỉ nói chuyện mẹ con nói chuyện với nhau thôi chứ nó cũng chẳng nói với bố. Còn con gái thì thỉnh thoảng có điện về thì mẹ con có cái gì nó quan trọng lắm thì tâm sự với cháu, còn không em cũng không muốn nói thôi. Nói ra thì chúng nó biết, chúng nó cũng chán. Thực ra chị có thể giấu mọi người xung quanh, hàng xóm láng giềng, chứ nhưng mà với bản thân con mình thì cũng nên chia sẻ để con hiểu vấn đề. Và tôi thì tôi cũng hy vọng thôi, nhưng không biết là có chắc chắn hay không. Anh ấy đã có thời gian, tức là cai nghiện thành công 8 năm. Nếu mà anh quyết tâm một lần nữa thì sẽ thành công. Chị cứ động viên anh ấy như thế. Em cũng hy vọng là em hỏi ý kiến chương trình, bởi vì nhà em chồng em cũng hay nghe về cái cửa sổ tình yêu này. Đấy, biết đâu nhà em nghe thì được, nhà em cũng có thể là nhà em biết để nhà em cũng sửa. Và những cái phương án mà anh Đoàn đưa ra thì cũng để chị tham khảo nhá. Khi mà người ta bị bỏ rơi thì chắc chắn là sẽ phải tìm lại những cái gì mình đã mất nhá. Vâng. Chào chị, cảm ơn chuyên gia tấm lòng Đinh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hưng Yên. Alo, thính giả gọi đến từ Hưng Yên đâu ạ? Đây ạ, em ơi. Dạ vâng, chào bạn. Vâng. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ, em xây dựng gia đình được 15 năm rồi. Bây giờ chồng em ra trưởng ấy, bây giờ chi tiêu trong gia đình cứ toàn tính toán ấy. Chi ni với em ấy. Lấy nhau 10 năm, chồng ra trưởng. 15 năm. Thế là chồng ra trưởng cụ thể như thế nào? Nghĩa là anh bảo là mua bán gì phải thông qua anh ấy. Mua rau cũng thông qua à? Vâng, đúng rồi ạ. Thế á? Thế là chi tiêu có cần phải sổ sách chứng từ gì cụ thể không? Có ạ. Tức là một tháng, thí dụ tháng vừa rồi hết bao tiền? Em thì mấy tháng trước thì em cũng chỉ nói khoảng mà là đưa tiền để em đi chợ thì cứ sáng ra cứ đưa cho được 200, 300 để tiêu cứ trong một ngày. Rồi. Còn, đến tháng này thì em bảo thôi em không cần tiền để đấy, cho em đưa một cục 7-8 triệu hay là chục triệu đi. Nhưng mà anh ấy bảo là không được, chỉ đưa được 2 triệu thôi, nếu mà tạm thời ứng 2 triệu chi tiêu thì ghi ra sổ để xem xét chi tiêu có hoa không. Có rồi, tức là tháng vừa rồi đi mấy đám hiếu và mấy đám hỉ, có ghi sổ không? Đám hiếu, đám hỉ đấy thì... Anh ấy chi? Anh chi, anh nhớ riêng, còn mình đi chợ mua rau mua búa. À. Là anh rồi, anh ấy làm nghề gì vậy? Của mình. Anh ấy làm nghề gì? Kế toán à? Anh ấy làm nghề tự do ạ. Ông ấy kiếm được tiền không? Đợt trước thì không, đợt trước thì không kiếm, đợt này thì cũng khá một tí. Nhưng mà anh ấy làm như thế là nghĩa là... gây áp lực cho con, cho em. Bây giờ em ở nhà em trông con này, xong là em lại làm việc may vá ở nhà. Rồi. Xong rồi nấu cơm, nấu nước, rồi các việc mình phải kiêm hết. Mình có nguồn thu nhập nào khác không? Em không ạ. Thế à, tức là chỉ làm nội trợ, chăm con đúng không? Chồng kiếm tiền.
những cái việc to việc lớn thì chồng tự chi tiêu trong nhà rồi, đâm ra mỗi ngày chồng chỉ đưa khoảng 200 nghìn thôi để cơm nước trong buổi học đó. Còn những cái chuyện học hành của các con thì thế nào? Chuyện học hành thì vấn đề học thì mình cũng muốn cho con nó học khá lên, cho con học thêm một lấy một thứ, nhưng mà anh ấy ông cũng phải duyệt chi đúng không? Học đến đâu thì học, học đến đâu thì học, không phải học thêm làm lấy làm gì. Rồi, thế là bạn có biết là một tháng anh ấy thu nhập được bao nhiêu? Cái này nó nghề tự do thì đâm ra không biết rõ đâu. Như đi câu ấy đúng không? Có buổi nhiều buổi ít. Là cũng chỉ đủ chi tiêu thôi. Anh ấy, công việc của anh có vất vả lắm không? Anh ấy áp lực về con số. À, làm nghề gì vậy? Anh ấy ghi số đề à? Vâng, đúng rồi. Rồi, thế là cũng áp lực về doanh số. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, xin chào em. Vâng ạ. Này, thế mình lấy chồng 15 năm, con lớn là bao nhiêu tuổi rồi? Con lớn năm nay cũng được 14 tuổi rồi, cháu họ đang học lớp 7. Thế rồi, con bé bao nhiêu? Con bé năm nay được 5 tuổi. À, mới 5 tuổi, thế hai đứa cách nhau xa xa nhỉ? Vâng. Nhà thì ở riêng hay ở chung với ông bà nội hay là ông bà ngoại, hay là mua được nhà làm nhà? Nhà thì hiện tại là bố mẹ chia đất cho rồi. Nhà thì vẫn ở cái nhà lụp sụp bố mẹ ngày xưa ở ấy. Nhưng mà thì vợ chồng chưa xây. Hiện vợ chồng tại chưa đang xây nhưng mà nhờ... có ông bà ở đấy cùng luôn không hay là nhà không mình? Ạ. Mới mấy năm về trước thì ở chung cả bố mẹ chồng, mẹ chết trước rồi, bây giờ còn bố chồng mới lên nhà chị. Nhà anh lớn ở mới được có mấy tháng nay thôi. Cho nên cái đất của ông bà là hiện nay vợ chồng mình ở biết đấy. Hỏi thế bởi vì để mình nắm được cái thực trạng kinh tế của gia đình cái đất ý, mới sang tên cho con được gần một năm nay. Thôi tóm lại là đất có rồi này, nhà thì tuy lụp sụp nhưng mà chưa sập đổ ngay, thôi gọi tạm thời về cái chuyện rồi. Ở nhưng mà anh này. Ơi, nhưng mà cái vấn đề là đã là vợ chồng với nhau thì từ phải từ biết rồi, có đang cả nói tên tiếp. Vợ tên chồng sao lại có mỗi tên vợ tên chồng thôi, vợ tên không có. À, tức là khi sang sổ ông bà cho đất thì cho mỗi cậu con trai, tức là tên của ông xã thôi đúng không? Vâng, vâng, không có tên của mình. Thế hả? Yên tâm không sao đâu. Tên của ai chăng nữa mình còn là vợ chồng, mình nếu như phòng xa là cái lúc mà chẳng may có ly hôn ấy. Vâng. Thì rồi cũng của chồng là công vợ mà, người ta cũng sẽ tính lên mình. Cái thứ hai là nếu biết, mà cái nhà biết đấy là, biết là của chồng của công vợ rồi, nhưng mà anh ấy nói thẳng anh ở đây là đây là của bố anh cho lại, chứ không phải là thôi, không phải mình là lấy cho chồng bảo là em cho cần, hai vợ chồng em chả cho cần nhà. Nhường lại, bố nhường lại cho con. Thôi, bố nhường lại cho con rồi con lại nhường lại cho cháu. Rất nhiều cái câu từ để kiểu là kìm hãm mình ấy, mình chỉ là một cái dạng mình chả là cái gì cả. Rồi bây giờ cho cấp ấy. Dạng như kiểu quay lại tiếp cho cấp bảo sao làm đấy. Tiền năm mua bán gì vẫn phải thông qua anh ấy. Đúng rồi, được rồi, tiếp tiếp nhá. Các mọi vấn đề đấy. Con 4 tuổi với con 14 tuổi với con 5 tuổi rồi. Mình ở nhà may quần áo đúng không? Làm thợ may đúng không? Vâng. Nhận gia vâng, công vâng. Hay là vâng. Là gì? Cắt may quần áo, nay vét này. Khách có thì cắt, cả làm thêm ghi nô số đề. Mình cũng thế chứ. Mình cũng có thu nhập đúng không? Mình cũng có thu nhập, thế mình có phải nộp cho ông hay là mình được cầm? Không, chồng em thì cắt, em chỉ biết may thôi, em không biết đo. Đấy. Nên là... ai khách đến giả thì chồng em là người nắm hết. Tóm lại mình cũng chả phải một người thợ may mà. Đo thì cũng phải là chồng, tiền thu được chồng, mình chỉ có một cái đạp vâng. Đạp thôi đúng đấy. Không? Ừ. Toàn chồng hết. Thế thì mình không làm toàn cái gì để hết. Mà có mình thể chẳng là cái gì cả hết. Đâm ra mình có cái ức chế, bây giờ mình con mình như thế rồi. Bây giờ cái kinh tế mà tính chi cả vợ như thế thì không thể nào mà dễ thở một chút nào. Nó cảm giác như mình đang một sống trong cái môi trường dưới sự kiểm soát của đúng rồi thì... thật ra em cũng là một nạn nhân của bạo lực gia đình, bạo lực dưới hình thức là bạo lực về kinh tế đấy. Quản thúc quản lý làm cho người kia phải phụ thuộc vào rồi khống chế cả cái vấn đề quan hệ cũng thế. Quan hệ thì mới năm đến trước thì em mới về mình chưa có kinh nghiệm gì thì anh cũng nói anh bảo là thế nọ thế kia đấy.
cảm giác vợ chồng nó cứ có một cái gì khoảng cách này. Nó không có yêu thương, mình cảm thấy nó nhạt nhẽo. Đúng rồi, nó chỉ có cảm giác như kiểu làm theo nghĩa vụ ấy. Một tôi là một người chồng, tôi sẽ làm theo bổn hết bổn phận của một người chồng. Còn vấn đề tâm lý để chiều vợ hay là làm như thế nào để gia đình vợ chồng nó. Thế cái ngày ông ấy tán mình, ông ấy có tử tế không hay là cứ mắt nhắm mắt mở lấy thôi? Nó cũng tử tế nhưng mà nó chưa bao giờ đánh em, nhưng mà cái vấn đề chắc có hai vấn đề thế này này. Mình đừng trông cậy, mình đừng mong một ai đó đối xử tử tế tốt với mình nếu như mình không có khẳng định bản thân. Nên rất nhiều lần em đã tha thứ, em bảo là thôi bây giờ em đã chốt lấy anh như thế rồi, thôi thì bây giờ anh phải kiểm điểm lại, anh phải xem xét lại rồi hai vợ chồng cùng xây dựng tổ ấm. Bây giờ cứ đùn đẩy cho em hết, xong là gây áp lực cho em rồi cái gì cũng phải thông qua anh. Anh chỉ được một hai hôm thôi, ví dụ như sáng nay thế, tối hôm qua em không ngủ được, thế là em mất ngủ, sáng nay em yếu em không dậy được, thì em bảo thôi anh dậy xuống anh đi chợ anh mua thức ăn cho bố đi, thì anh bảo anh không dậy, em cố mà dậy thì anh không dậy, anh không đi đấy. Thế này này, hiện nay dù mình ở nhà mình có tham gia may quần áo, mình có phải nuôi bố anh ấy, mình có phải lau nhà, mình có phải chăm hai con anh, nấu cơm cho anh ăn, thì trong con mắt anh vẫn là người không làm ra tiền. Và không làm ra tiền là một cô nội trợ, mà nội trợ thì cho gì biết đấy, biết gì mà đòi hỏi, đúng không? Bây giờ em muốn thay đổi được thái độ mà thì phải thay đổi được cái vị thế của mình. Đừng tìm cách thay đổi ai, hãy thay đổi chính mình trước. Khi mình thay đổi rồi người ta thấy, ồ kinh nhở, con này giờ tháng mười mấy triệu đấy, xong đã thế lại còn xe máy xịn, đã thế lại còn mặc váy, đã thế sáng đi làm còn tô son, so với cái ông ghi lô đề ở nhà là mình hơn đứt. Ông ấy sẽ phải kiêng nể mình, không phải ngồi đấy chìa tay lấy 200.000 của ông đi chợ để rồi về phải cắm đầu vào sổ đi rau muống 1.000, mắm tép 1.500, đúng không? Hãy thay đổi chính mình, hãy vượt lên. Mình không què cụt, mình có sức khỏe, hai con cũng lớn rồi chứ không phải bây giờ bụng mang dạ chửa gì. Đôi khi cái thói quen của mình ở nhà nó ngại để tiếp xúc. Bây giờ muốn để cho ai kính trọng mình ý, hãy bứt phá lên nhá. Có tiền, có sức khỏe, có thứ bảy chủ nhật lại có thêm có mấy anh bạn đến nhà chơi nữa sẽ khác hẳn ngay mà. Nhá. Rồi, hy vọng bạn sẽ thay đổi, và từ sự thay đổi của chính bản thân mình thì mới hy vọng chồng mình tôn trọng mình và cuộc sống sẽ thay đổi hơn. Xin chào bạn nhé. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Qua cái câu chuyện này tôi thấy đây cũng là một hình thức bạo lực gia đình, đúng không ạ? Mà hình như cái cô gái này cũng không mong muốn thay đổi nhiều lắm, đúng không bác sĩ Hoàng Thị Hải? Có lẽ là cô ấy cũng có nhiều nỗi sợ anh ạ. Hay là sợ không có chỗ ở, sợ không có tiền, rồi lại sợ con còn nhỏ. Nhưng mà cái sợ, cái nỗi lớn nhất có lẽ là cô ấy cũng không nỗ lực để vượt lên chính cái hoàn cảnh của mình. Và khi cô ấy không nỗ lực như thế thì chẳng ai giúp được cho cô ấy. Đúng. Khi nói về cái nạn nhân của bạo lực gia đình thì về mặt pháp luật thì chúng ta rất bênh vực, chúng ta rất thương. Vâng. Nhưng đôi khi chúng ta muốn rằng là người đó, vì ở trên đời này không ai cứu mình bằng chính bản thân đúng mình. Rồi. Vâng. Ngồi đấy mà đợi chính quyền với lại các cơ quan thực thi pháp luật thì đến bao giờ, trừ trường hợp nó thành án thì người ta mới vào cuộc được. Còn mỗi một con người thì phải tự cứu mình trước. Đôi khi chúng ta cũng tư vấn rồi đấy. Nhưng mà nạn nhân thì cái sức ỷ nó quá lớn. Cứ rằng nhưng mà em sợ, nhưng mà em ngại, nhưng mà em không con. Muốn, nhưng mà nhiều thương con, nhưng mà sợ hàng xóm biết rồi cười. Cứ muôn vàn những cái sợ ấy và nó làm cho người ta không vượt lên được. Và bản thân không thay đổi thì chẳng ai thay đổi được. Cứ ngồi đấy mà mình đã không làm ra tiền, mình là người yếu thế là còn đi giáo dục cái đứa có tiền. Để còn dạy người ta sống thế nào. Thấy rất là khó, đúng không? Dạ vâng. Tức là chính cái bản thân những cái nạn nhân bạo lực gia đình cũng phải thay đổi, đúng không? Có những hình thức nào anh? Hình thức bạo lực gia đình như thế nào ạ? Và tôi thấy đây cũng là một cái hình thức rồi. Thật ra thì bạo lực gia đình người ta cũng nói nhiều rồi. Chục năm nay chúng ta có cái luật phòng chống bạo lực gia đình hơn cơ ạ. Năm 2008 là chúng ta đã có luật phòng chống bạo lực gia đình. Mà luật thì cứ luật, nhưng mà hình như là các cái hình thức bạo lực nó càng ngày càng mở rộng ra, đúng không? Mà tinh vi mà số lượng thì hình như tăng, có vẻ gia tăng. Vâng. Thứ nhất là bạo lực về thể xác, đánh đấm đập như phần đầu chương trình chúng ta đã có đây, đúng không? Lôi ra được cánh đồng để đấy chém. Bạo lực tinh thần, không chỉ chồng đâu mà đấy,
bà mẹ chồng cứ bắt nai bắt nét cô con dâu, mày ăn còn thừa tí cơm sao mày không cất đi, rồi rửa cái nồi sao lại không kỹ, lại cứ còn thế này thế khác, mà gây áp lực đến nỗi mà nó bỏ nhà ra đi, nó bỏ nhà ra đi. Thế là về nhà may mà ông chồng, tức là con trai bà cụ, là lại không không nghe mẹ hết, rất, cũng còn nói rằng tại mẹ nói nhiều, chứ nếu mà lại cũng nghe rằng à sao mày không nghe vợ tao, xong lao vào tận vợ mà thì không mẹ, vợ sẽ chết, không nghe nghe thêm mẹ tao thế thì chết. Dạ vâng. Đấy là bạo lực tinh thần, bạo lực tình dục thì đúng rồi, đòi lúc nào thì được, chỉ thỏa mãn mình xong thì ra, còn kệ người đây, kia. Đây, cái câu vừa rồi cũng có cái tình trạng đó đúng không? Đúng rồi. Không quan tâm gì. Chán cũng... lắm. Hay là cái ông nghiện thì cũng thế. Trước đây thì còn tuần được một nhúc nhác yêu vợ một hai lần. Từ ngày nghiện thì đắm say với cái nghiện ấy, là cũng bỏ rơi những cái trách nhiệm ấy. Và một hình thức mà rất tinh vi chính là bạo lực về kinh tế. Cứ mượn danh là quản lý tài chính rồi thật ra cũng tốt cơ. Nhiều người cũng bênh vực cái bạo lực kinh tế này, cho rằng là ông chồng thế tốt quá, ông ấy căn cơ, ông ấy... Nhưng thật ra là cái sự căn cơ này nhằm mục đích cho mày biết mày là ai, mày phải biết nghe lời, phải biết ngoan, ngoan thì đưa tiền, nếu không thì trách nhiệm, đó. Tức là dùng tiền bạc để khống chế tinh thần người khác. Chứ còn thì nếu như mà cái hai vợ chồng cùng keo kiệt như nhau, cùng thống nhất là mỗi ngày chỉ tiêu 100.000 thôi mà tốt quá hàng tháng lại chở nhau đi mua một chỉ vàng cất đi thì đấy là không phải bạo lực. Thực ra thì cái cặp vợ chồng mà chúng ta vừa trao đổi thì hai hình như hai vợ chồng đều ở nhà. Vâng, anh chồng thì ghi đề đúng không? Thế xong là anh ta lại nhận khách đến để đo quần áo. Anh lại chính là người cắt và cô vợ chỉ là người gia công. Không, chỉ may thôi. Chỉ may thôi, và khi mà khách đến thì là anh ấy là người thu tiền. Vâng. Đâm ra cái cuộc sống nó cũng có vẻ là nhàm chán. Phụ thuộc vào kinh tế là phụ thuộc vào chính trị. Cá nhân với cá nhân cũng thế, mà đất nước với đất nước cũng vậy. Vâng. Một đất nước mà không chịu phát triển, vâng, suốt ngày mà cứ đi vay với ăn viện trợ ODA của nước ngoài, thì trong con mắt của người ta ấy, mình cũng là dạng hạng hai thôi. Vâng. Trên cửa miệng có thể nói là tôn trọng hữu nghị, nhưng mà người ta cũng về thực chất là nó cũng coi thường. Dạ vâng. Một con người cũng thế. Thế tôi rất là cứ khuyến khích rằng là mỗi người phụ nữ hãy có cuộc sống độc lập tự chủ. Còn tất nhiên mình có gánh nặng, đó chính là làm vợ làm mẹ, nội trợ gia đình, chăm sóc con cái. Mình mà làm được cái việc đó mà người chồng không ghi nhận công sức, mình phải khẳng định cho ông biết. Đó rồi, anh cho rằng là em không làm được tiền gì, nhưng mà nhà đấy, thế thì xin mời, thứ nhất là anh thuê một người giúp việc để chăm bố anh tháng 5 triệu. Dạ vâng. Anh thuê hai người gia sư về dạy các anh vân vân, thử xem là bao nhiêu, mình cũng phải biết hạch toán chứ. Dạ vâng. Thế đấy thì có thể thấy rằng là để tránh những cái chuyện bạo lực gia đình có thể xảy ra thì mỗi người phụ nữ cần phải, tức là đề cao cái vai trò mình lên, nâng tầm vị thế của mình lên, đúng không? Vâng. Thì mới được người khác tôn trọng, và cái sự tôn trọng đó khiến cho cái bạo lực gia đình nó sẽ giảm xuống, đúng không ạ? Chính xác như thế. Dạ vâng. Cái phần trao đổi vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng chương trình này sẽ giúp ích cho nhiều khán thính giả nghe đài, cũng như là xem chúng tôi đang trao đổi trên các nền tảng của mạng xã hội khác. Và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Và đừng quên số điện thoại tổng đài của chúng tôi là 02438262625 sẽ tiếp nhận điện thoại của quý vị thính giả vào tất cả các ngày trong tuần. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 02438262625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 02438262625. Chúng tôi đang chờ bạn.